Bọn họ thấy không còn truy binh, đều thở phào nhẹ nhõm. Tàng Phong thi pháp run lên một cái, Tam chi vũ tiến cắm sau lưng bắn ngược ra rơi xuống đất. Ba cái lỗ thủng trong mắt huyết lưu, lập tức có đệ tử tiến lên hỗ trợ, chạy đến đây cuối cùng có thể an tâm xử lý chỗ đau vết thương. Ba vị trưởng môn đối mặt đệ tử của ba phái, ánh mắt kiểm tra sơ lại, phát hiện đệ tử của ba phái đột phá vòng vây còn sống trước mắt đã không tới 500 người. Không có sự yểm hộ của phản quân quấy nhiễu, dựa vào bọn họ những tu sĩ này mạnh mẽ xông phá từ trong mấy trăm vạn đại quân còn gặp phải quân địch tu sĩ liên tiếp chặn giết tổn thất nặng nề là có thể đoán được mặc dù cũng đã giết không ít người nhưng mà đổi lấy lại là nhân thủ điêu linh trước mắt ba phái cộng lại chỉ còn lại có nhỏ nhoi mấy trăm người còn không nhiều bằng người của một môn phái nhỏ có lẽ còn dư lại đều là nhân thủ tinh anh nhưng mà phải làm thế nào đây gia nghiệp mấy đời của ba phái đến đây hủy ở trong tay của bọn họ không còn mặt mũi đối diện với tiên sư các đời mọi người nhìn nhau từng người một máu me khắp người chật vật không chịu nổi thần sắc ảm đạm đều biết tam đại phái của nguyên về quốc xong rồi muốn quật khởi nữa cần tổ chức lâu dài đi đường nào đây lạc ngôn chân thở dài hỏi một tiếng tây tam quốc đã không còn đất đặt chân cho chúng ta nữa rồi nơi này không nên ở lâu đi thôi thường lâm tiên lộ vẻ sầu thảm lắc đầu một đám người cứ như vậy đi về phía rừng sâu không đi tới bên kia nước tấn chuyện tới bây giờ không trông cậy vào địa bàn của tam châu kia nữa sắp tới cái mông cũng ngồi không nóng thì phải bị người khác đoạt đi bên này chiến sự vừa kết thúc cũng không phải lúc phân chia địa bàn hiện tại kết quả đụng vào khẳng định sẽ bị quân tấn sử dụng đến trên chiến trường bán mạng chút người này đã là hỏa trùng sau cùng của ba phái không thể lại có tổn thất nữa vì vậy cao bay xa chạy đã đi ra khỏi vùng đất thị phi này ít người cũng có chỗ tốt của ít người không có quá nhiều trói buộc và ràng buộc cũng không cần quá nhiều suy tính mà mọi người đều tâm ý nguội lạnh không có ý nghĩ tranh cường háo thắng, họ đều đi, đều có thể cầu thả đi tiếp. Đến đây, ba đại phái của nguyên về quốc hoàn toàn xuống dốc, ảm đạm lui ra, cách xa trung tâm quyền lực của giới tu hành. Cho đến sau khi bọn họ được biết cố viễn đạt bị tề quân bắt sống lăng trì, mới phản ứng được, thì ra họ bị trúng kế rồi. Cái chết của phản quân tề kinh, hàng thì hàng, không có tu sĩ trợ lực, bước phần lớn phản quân đến tuyệt cảnh đều quy hàng rồi. Đoàn quân phá cửa thành, tề hoàng hạo chân dẫn quân vào thành đô thành đã từng phồn hoa, khắp nơi là đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn, trên đất tùy ý có thể thấy được vết máu. Lúc trước phản quân công thành, đủ loại quan lại đa số không thể rút lui, cương liệt đều bị phản quân giết đi, không cương liệt cũng phần lớn đều bị giam lại. Cố viễn đạt cần bọn họ để làm gì, lại không có ý định kinh doanh kinh thành này, còn phải phòng bị bọn họ thông đồng với địch, dĩ nhiên là nhốt lại. Phản quân gặp phải tuyệt cảnh có chút cố tình làm bậy, cố viễn đạt cũng không tiện xử trí như thế nào, mở một con mắt nhắm một con mắt, khiến cho các huynh đệ có thể sung sướng nhất thời là nhất thời. Vì thế dân chúng trong thành gặp tai vạ, gần 30 vạn phản quân, đều là nam nhân tinh tráng, muốn tìm sung sướng có thể tưởng tượng được. Cho dù đã từng là dòng dõi quyền cao chức trọng cũng được, nhà quyền thế đại hộ cũng được, đều giống như dân chúng tầm thường, đều bị đạp ra cổng chính. Cái gì hiền lương thục nữ, cái gì đại gia khuê tú, nữ quyến của các nhà trên cơ bản đều bị lãng phí toàn bộ, gia quyến của đủ loại quan lại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vinh hoa phú quý không chịu nổi sự tàn phá của loạn quân, trăm hoa lạnh dung, không chịu nhục tử vận cũng có, tham sống sợ chết cũng có, huyết tinh phong vân làm hết thảy đều như một giấc mộng. Hạo chân một đường nghe hết tiếng khóc suốt mướt, bách quan bị chấn áp lại tung ra ngoài, miễn xá, lại không mấy người còn có thể cao hứng, từng người một đa số chất phác. Cả thành trì buồn bã, hạo chân đoạt lại chính là một tòa thành trì buồn bã chịu đủ dày xéo. Hô Diên vô hận vội vàng xử lý phản quân quan quân trên bách phu trưởng không có lý do đặc biệt toàn bộ xử tử. Phản quân sĩ tốt cũng từng người một hét thảm, bàn ủi nóng nung đỏ trên mặt không hét mới lạ, một chữ phản bội. Bắt mắt, nếu không phải là thiếu hụt lao động, Hồ Diên vô hận căn bản sẽ không bỏ qua cho những phản quân tùy ý làm sằng làm bậy ở kinh thành này. Khơi thông phủ kín cửa thành, sửa sang dọn dẹp lại kinh thành, còn có thổ sơn chất đống ngoài thành được lấp lại, đủ loại sự vụ đều cần đại lượng lao động. Dân chúng thật sự cũng không chịu nổi tàn phá, không ổn lại trưng dụng làm lao động cưỡng bức. Vương sư trở về, dọn dẹp tàn cục, đau sót cũng đã chịu qua rồi, người sống còn phải sống nữa, tề kinh dần dần khôi phục một số sinh cơ. Tề quân có được một cuộc thắng lợi, quân tần lại lâm vào trong bi phẫn. Tần quốc xong rồi, Yến, Hàn liên thủ đánh vào, một đường thế như trẻ tre, không dùng sức chống cự, nhân mã của Yến Hàn gần như phi ngựa khoanh đất. Tốc độ tần quốc bị chiếm lĩnh còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Phó lịch năm 365, Tần Quốc không có, bị Yến, Hàn hai nước toàn diện tách rời chiếm cứ. Hoàng đế của Tần Quốc hạ lệnh cùng Hoàng Thái Hậu Trang Hồng cũng chạy trốn tề quốc tị nạn. Đến đây, thiên hạ bảy nước, về quốc và Tần Quốc trước sau diệt phong, chỉ còn lại năm nước. Quân tiên phong của Yến, Hàn chống đỡ được Tây Bình Quan, không đánh chiếm. Thừa tướng Doãn Trừ Diệt cũng không xuất binh, cảnh giác kiên thủ, tăng cường phòng ngự. Lúc này nước tấn vô lực xong tuyến tác chiến, trước khi chưa yên định tề quốc cũng không có khả năng xuất binh, nếu không sẽ khiến cho tề quốc có cơ hội phản công cùng quân tần. Yến, Hàn hai nước cũng không còn lòng dạ đánh chiếm cứ điểm Tây Bình Quan, địa bàn của tần quốc mới vừa chiếm lĩnh vẫn chưa củng cố, cần tổ chức. Đến đây, ba nước rằng co chung quanh Tây Bình Quan, phòng bị lẫn nhau. Dân chúng của tần quốc đối với chính quyền của tần quốc lòng trung thành còn thấp, hơn nữa hoài niệm triệu quốc, đối với tần quốc bị chiếm lĩnh gần như không có cảm giác, trái lại thì khát vọng ổn định. Yến, Hàn hai nước bắt đầu điều tập tài nguyên tiến hành tổ chức đối với địa bàn chiếm lĩnh, đều muốn trước tiên đuổi nước Tấn tóm thâu tề quốc, sau đó thu được một cái ổn định hơn nữa mạnh có lực. Hai nước đều biết, một khi nước Tấn chiếm đoạt nước Tề, nước Tấn chiếm cứ Tây Bình Quan tiến có thể công, lui có thể thủ, lại tay cầm nơi sản sinh chiến mã và kho lúa, sớm hay muộn sẽ cùng yến, hàn khai chiến, không thể không làm đầy đủ chuẩn bị. Chương 2129, chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Tống quốc thì lại tỏ ra lo âu trơ mắt nhìn nước tấn chiếm đoạt về quốc lại muốn tóm thâu tề quốc mà yến hàn lại liên thủ phân chia tần quốc duy chỉ có tống quốc không có thu hoạch hơn nữa bị áp chế tại một góc đối với tương lai không khỏi ưu tâm thế nhưng đối mặt yến hàn liên thủ lại không dám lấy một địch hai nhất là hai nước đã tóm thâu tần quốc hiện tại ngược lại có chút bận tâm hai nước vì tảo trừ hậu hoạn có thể liên thủ công tống hay không thật ra ngô công lĩnh vẫn còn coi như người quyết đoán thời khắc yến hàn công tần hắn có dự tính xuất binh quấy nhiễu đánh thì thắng sao thừa tướng tử bình hưu đưa ra vấn đề này lại nói lúc trước đánh một trận tống quốc tinh nhuệ tiêu hao quá lớn đến nay lực lượng tác chiến nghiêm chỉnh huấn luyện còn chưa hoàn toàn khôi phục nhớ ngày đó thời kỳ đỉnh cao hãy còn không phải là đối thủ của yến quân lúc này đối mặt hai nước liên thủ làm sao có thể địch lại nói đủ loại tệ đoan trước mắt bên trong nước có nghiêu hữu đạo ở sau lưng tác quái tử bình hưu phát lực quấy nhiễu xuống bóp lại ý nghĩ ngô công lĩnh xuất binh không đánh cũng chỉ có thể là ngoại giao sứ thần của tống quốc trước mắt là bận rộn nhất thế lực của nam châu thương chiêu tông cũng không chịu nàng đơn chính là thời điểm bốn phía phân chia chiến quả sao có thể ngồi xem đừng nói thương chiêu tông không cam lòng tử kim động cũng không cam lòng chịu binh mã cường thịnh nhất dưới tay có ăn vì cớ gì không ăn tất nhiên là sẽ không ngồi xem tiêu giao cung và linh kiếm sơn hai nhà chiếm tiện nghi mà bản thân mình lại thờ ơ huống chi sau lưng thương chiêu tông có nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo và cung lâm sách lại chung một phe đấy từ Kim Động đương nhiên toàn lực ủng hộ Thương Chiêu Tông mở rộng khẩu vị. Vì thế lực của Nam Châu cách Tần Quốc gần, xuất binh nhanh nhất, thương hệ nhân mã trong nhân mã của Yến Quốc cũng là một địa phương chiếm lĩnh địa bàn Tần Quốc nhiều nhất. Vì củng cố thế lực của mình, sau khi Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh thương lượng, ý đồ tạp trụ chiến lược yếu địa. Vẫn là câu nói kia, địa bàn của Thương Chiêu Tông ngay bên cạnh Tần Quốc. Thương Chiêu Tông ý đồ khuếch trương khống chế địa bàn của Nam Châu, Kim Châu, Quang Châu, ý muốn cắt một đao, chặt đứt khống chế được lối đi giữa lĩnh địa chiếm lĩnh của Yến quốc và Tần quốc. Nam Châu vốn là có ưu thế địa lý về phương diện này. Chỉ cần bóp lấy lối đi của hai bên, bên Tần quốc lại thuộc về địa bàn mình chiếm lĩnh nhiều nhất, chỉ cần trưởng khống lấy rồi, vùng đất chiếm lĩnh của bên Tần quốc trên cơ bản chính là vật trong túi của hắn. Sau này Yến quốc tổ chức nhằm vào vùng đất chiếm lĩnh của Tần quốc phải trải qua địa bàn của hắn, không nhìn sắc mặt hắn cũng không được. Trình độ nào đó cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ bản thân mình không khống chế thủ giữ lãnh địa chiếm lĩnh của Tần Quốc, một khi có chuyện, sẽ lâm vào cục diện hai mặt thụ địch, không có khả năng ngồi xem cục diện bị động xuất hiện. Yến Hoàng thương kiến hùng sau khi được biết lấy làm tức giận, há có thể ngồi xem, trên tay của dung thân vương vốn đã khống chế địa bàn của mấy châu, lại để cho hắn nắm hơn 10 châu của Tần Quốc chiếm lĩnh, địa bàn gần như lớn bằng nửa Yến Quốc, một khi thế lên, như vậy cũng được sao. Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn dã không làm nữa, nhưng mà nước Hàn lúc này lại xen ngang một đá, không ngờ lại bày ra trạng thái tấn công, ý đồ hiệp trợ Thương Chiêu tông đạt đến mục đích chiến lược của ông ta. Đây là ý tứ của Kim Tước, nước Hàn mới vừa tóm thâu một lượng lớn địa bàn, cần thời gian tổ chức. Mà Tề quốc không chống nổi đã bao lâu, Tề quốc một khi bị diệt, quân tấn lúc nào cũng có thể xua binh đông tiến, thêm nữa thực lực hùng hậu, đến lúc đó không thể để cho một mình nước Hàn chống đỡ, cũng khó mà chống đỡ, cần phải có người đến chia sẻ. Cho nên hiện tại Yến quốc không thể nội loạn nếu không tống quốc không cam lòng cũng có thể thừa dịp cháy nhà hôi của nước tấn cũng tất nhiên sẽ nhân cơ hội châm ngòi thổi gió thúc động loạn tượng của đông tam quốc quan trọng nhất là tại yến quốc trôn xuống nội loạn thương triều tông lớn mạnh tất nhiên không cam lòng bị quản chế ở triều đình triều đình yến quốc tất nhiên lúc nào cũng phải tìm cơ hội để giải quyết khiến cho bên trong yến quốc xuất hiện một cái tên người vị nước trung quốc khiến cho nội bộ của yến quốc tiếp tục bó tay bó chân đối với nước hàn có trăm lợi mà không có một hại nước hàn nhúng tay vào triều đình Yến quốc nổi giận, tiêu giao cung và linh kiếm Sơn cũng bực bội, lại không thể làm gì. Hoàng cung của nước Hàn, đại nội tổng quản xương nước đi tới bên tai nhiếp chấn đình đang phê duyệt tấu trương, thấp giọng nói. Bệ hạ, bên Yến quốc đưa người tới. Ha, nhiếp chấn đình đặt bút xuống, hơi lộ ra kinh ngạc. Thương kiến hùng thật sự đưa người tới sao? Sương Đức cười trộm, đúng vậy, vừa tới, người đã được an trí bên trong cư hoa cung, nhiếp chấn đình lập tức hào hứng, đứng dậy, cười nói đi, đi xem một chút, chấm cũng muốn nhìn xem thử, là gia nhân xinh đẹp dạng gì, có thể khiến cho đế vương hai nước nhớ mãi không quên. Sương Đức lúc này ở phía trước dẫn đường, một đường theo nhiếp chấn đỉnh tới cư hoa cung. Hai người vừa bước vào bên trong cung điện, liền thấy thân ảnh mỹ nhân mặc xiêm y trắng toàn thân huyền chuyển. Mỹ nhân đầu đội mạng tre, lụa trắng buông xuống mặt thấy không rõ hình dáng, nhưng dáng người này duyên dáng yêu kiều xuất trần thoát tục, cực kỳ bắt mắt, nhìn một cái liền có thể thu hút ánh mắt người ta trong điện thị nữ đua nhau hành lễ, tham kiến bệ hạ, mỹ nhân buông xuống mạng tre cũng từ từ nửa ngồi hành lễ, lại trầm mặc không lên tiếng. Sau khi nhiếp chấn đình miễn lễ, ngài ấy đi tới trước mặt mỹ nhân, duỗi tay, từ từ mở ra khăn che mặt của mỹ nhân. Trong nháy mắt ánh mắt chạm đến khuôn mặt bên trong khăn che mặt muốn lánh cũng không chỗ tránh được, ánh mắt của nhiếp chấn đình đông lại. Mỹ nhân này không phải là người khác, chính là sủng phi A tước của nguyên tống quốc hoàng đế mục trác chân, sau bách phu quốc nạn, mục trác chân nhịn đau cắt thịt đưa cho thương kiến hùng lại trở thành sủng phi của thương kiến hùng giờ này nước hàn bày ra trạng thái tấn công trợ giúp thương chiêu tông một tay ép thương kiến hùng nóng nảy lệnh sứ thần trao đổi với bên này nước hàn đã định ra sách lược lớn sao có thể dễ dàng sửa lại cho dù sứ thần nói như thế nào nhiếp chấn đình tất nhiên sẽ không đáp ứng thuận miệng nói một câu trước tiên đưa a à tước tới bàn lại vốn là từ ngữ qua loa lấy lệ thuận miệng nói cảm thấy thương kiến hùng cũng sẽ không chịu đại nhục như vậy ai ngờ người này thật sự đưa tới mỹ nhân. Dĩ nhiên, có thể nhắc tới người nữ nhân này, cũng không phải bắn tên không đích, nhiếp chấn đình trong lòng ít nhiều có chút tưởng niệm, nếu không thuận miệng nhắc tới cũng sẽ không nói đến trên đầu A Tước. Một nữ nhân có thể được mục trác chân sủng ái, sau khi đến tay của Thương Kiến Hùng, căn cứ tình báo lấy được, Thương Kiến Hùng cũng hết sức cưng chiều một mình nàng gái này trong vô số hậu cung giai lệ. Hai vị đế vương tính tình khác biệt, yêu thích cũng bất đồng, tuy nhiên cũng đồng dạng tất cả sủng ái đối với một người con gái nữ nhân dạng gì lại có mị lực lớn như vậy, nhiếp chấn đình làm sao có thể không tò mò chứ. Tay lại vén khăn che mặt lên, nhiếp chấn đình tự tay tháo xuống mạng che trên đầu của A Tước, thuận tay phẩy một cái. Sương nước nhanh chóng bước tới trước hai tay tiếp lấy, nhiếp chấn đình lặng lặng nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt. Một mái tóc xanh như thác giản lược ở phía sau, không có trang sức, không phấn trang điểm. Da thịt nõn là lại như bạch ngọc không tì vết, trang điểm cũng khuynh quốc khuynh thành, dung mạo chân chính như thiên tiên, xinh đẹp rung động lòng người. Đôi mắt sáng ẩn mang lệ quang bên dưới hàng lông mi dài, không chịu nổi đối mặt nam nhân trước mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên, lộ ra chiếc cổ nhu mỹ như thiên Nga, ta thấy mại yêu. chương 2130, nổi danh khắp thiên hạ một. Vẻ thê lương trong lòng nàng không người biết, mục trác chân năm đó nói yêu nàng, nàng ta tưởng thật, ai ngờ quốc nạn đi tới, lại đưa nàng ta cho người khác, lúc chia tay mục trác chân khóc nức nở. Sau đó thương kiến hùng cũng nói yêu nàng, nàng ta cũng dần dần tưởng thật, ai ngờ sau đó gặp chuyện giống nhau như đúc, lại mang nàng tặng cho người, lúc chia tay thương kiến hùng cũng khóc nức nở. Giờ này lại đối mặt một vị đế vương khác, trong lòng tràn đầy không chịu nổi. Ánh mắt của nhiếp chấn đình không ngờ lại khó rời khỏi mặt đối phương. Hơi thở ngừng lại cuối cùng thở ra thật dài, phát hiện hậu cung giai lệ của mình không ngờ lại không có một người nào có thể sánh ngang dung mạo của nàng gái này, chân chính là quốc sắc thiên hương. Chăm nghe không bằng một thấy, ngài ấy hiện tại cuối cùng hiểu rõ mục trác chân và thương kiến hùng tại sao phải độc cưng chiều nàng này chỉ mới gặp liền thật sự đã minh bạch ngài ấy không nhịn được đưa tay nắm chiếc cằm trắng mịn của a tước đẩy mặt nàng chuyển đến đối mặt sau khi chính diện thưởng thức tự đáy lòng khen chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân lời này vừa nói ra sau đó tin tức không cánh mà bay rất nhanh sau đó liền truyền khắp thiên hạ hoàng đế nước hàn chính miệng ngự phong thấy hoàng đế yêu thích sương nước thức thời lui về sau cũng phất tay một cái, cùng các thị nữ cùng nhau lui xuống, đóng cửa lại. Bốn bề vắng lặng, nhiếp chấn đình trộn rộn, hỏi. Gặp được chấm, vì sao không nói? Nói chuyện đi, chấm muốn nghe xem thanh âm của nàng. Ai ngờ đúng lúc này, phía ngoài truyền đến tiếng đập cửa rồn rập, là thanh âm của Sương Đức. Bệ hạ, đại tư mã đến rồi, nói có chuyện gấp. Nhiếp chấn đình đành phải thôi, xoay người mà đi, sau khi ra cửa, thông báo với Sương Đức. Tân nhân mới tới, không thích ứng, cần phải chiếu cố thích đáng. Dạ, Sương Đức đáp ứng, trong đình đài lầu các, vào lúc nhiếp chấn đình gặp được đại tư mã Kim Tước, phát hiện sắc mặt của Kim Tước khó coi. Đợi sau khi hắn hành lễ xong, nhiếp chấn đình không khỏi hỏi một chút. Đại tư mã có việc gấp gì? Kim Tước nghiêm mặt đáp, nghe nói thương kiến hùng đưa sủng phi của hắn cho bệ hạ đúng không? Thì ra là việc này, nhiếp chấn đình nghe vậy không khỏi có chút lung túng. Đại tư mã không nên hiểu lầm, chấm lúc đó chỉ thuận miệng nói, bổn ý qua loa lấy lệ, ai ngờ thương kiến hùng thật sự đưa người tới. Kim tước chắp tay có lực, trầm giọng nói, bệ hạ, nàng gái này chính là người bất tường, mục trác chân được nàng gái này, cuối cùng kết quả như thế nào. Thương kiến hùng được nàng gái này, cũng làm ra một thương chiêu tông đuôi to khó vẫy, sớm hay muộn ắt gặp phản ứng ngược trở lại. Vết xe đổ không thể quên, nàng gái này nói là họa nước yêu phi cũng không phải là quá đáng, có sự không rõ cực lớn, cựu thần khẩn cầu bệ hạ lập tức xử tử nàng gái này, nhìn thẳng vào những điều được nghe, tránh cho triều thần và người trong thiên hạ không phải dị nghị. Nhiếp chấn đình hơi im lặng, ngay sau đó nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu không thôi. Kim tước không hiểu, thỉnh giáo, bệ hạ cớ gì bật cười, chẳng lẽ là lời nói của lão thần không ổn. Nhiếp chấn đình xua tay, đại tư mã một lòng thành khẩn, lời nói phát ra từ đáy lòng, cũng không có gì không ổn. Chỉ có điều mục chắc chân rơi vào kết quả như vậy, có can hệ gì với nàng ấy chứ? Thương kiến hùng vì thương chiêu tông mà ăn ngủ không yên, chẳng lẽ là duyên cớ của nàng ấy sao? Vua của một nước, lo liệu triều chính, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công thỏa đáng hay không, ra quốc thiên hạ đại quy mô, sao một người con gái yếu đuối nơi hậu cung có thể chi phối chứ? Mục trác chân và thương kiến hùng bản thân mình lầm nước, trách lên đầu một nữ nhân, chẳng phải nực cười hay sao? Sắc mặt của kim tước hơi trầm xuống, có mấy lời khuyên bảo nói như vậy, có thể nói là chân thành, nhưng hoàng đế mới gặp nàng gái này, liền bảo vệ như thế, ngược lại làm cho ông ta cảm nhận thấy không ổn. Căn cứ vào tin tức mà ông ta lấy được, nàng A Tước vừa tới mà thôi, hoàng đế nhiều nhất hẳn chỉ gặp mặt một lần, mới gặp mặt một vì thứ nữ nhân đê tiện đưa tới đưa đi đã nghịch lại hảo ý của vị quân cơ đại thần như ông ta, khiến ông ta trong lòng nặng nề. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, vua của một nước nếu sủng ái quá mức đối với một nữ nhân, bản thân nữ nhân có thể, nhưng mà sự tồn tại của loại nữ nhân này chính là điều sai lầm lớn chẳng phải nghe lời nói mềm muội mất cả ý chí, ôn nhu hương chính là mộ anh hùng, nếu vì một người nữ nhân bỏ phế đi chiều chính, như vậy cũng được sao? Kim tước không thể coi như không có gì, trầm giọng hỏi. Bệ hạ chẳng lẽ muốn vì nữ nhân này đáp ứng thương kiến hùng sao? Nhiếp chấn đình nghiêm mặt đáp, đại tư mã sao lại nói ra lời này? Trợ giúp thương chiêu tông một tay, gieo nội loạn ở Yến quốc, chính là quốc sách của đại hàn ta, há có thể vì một người con gái thay đổi sành sạch, Huống chi chấm vẫn chưa đáp ứng thương kiến hùng dâng lên nàng này liền làm thỏa mãn tâm ý của hắn, đây chính là mong muốn đơn phương của hắn. Đại tư mã yên tâm, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, không cần bởi vì nữ nhi mà đắn đo. Kim tước nghe thấy lời ấy, mới yên tâm không ít, nhưng vẫn câu nói kia. Bệ hạ chẳng phải đã được nghe nhắc đến Mỹ nhân kế, nếu nàng này là yêu nữ của Yến quốc phái tới mê hoặc bệ hạ, vậy thì nên như thế nào cho phải? Nàng gái này không lưu được, lão thần khẩn cầu bệ hạ xử tử nàng gái này lão thần nguyện thay mặt bệ hạ ra sức ngụ ý là ngài nếu không nguyện giết ta giúp ngài giết chết nàng ta nhiếp chấn định ít nhiều có chút mất hứng cũng trầm giọng trả lời một nữ nhân có thể mê hoặc chấm chẳng lẽ trong mắt của đại tư mã chấm là huyền thừa thiên của vệ quốc sao chẳng lẽ trong mắt của đại tư mã chấm là hôn quân hay sao hôn quân lời nói này có chút nói quá lời kim thước vội vàng chắp tay lão thần tuyệt không có ý này nhiếp trấn đình nói được rồi thương kiến hùng đưa người tới chấm cũng thật bất ngờ vốn không nguyện thu dụng nếu đại tư mã đã nói như thế vậy thì chấm không thể không giữ lại nàng chấm cũng muốn nhìn xem thử chấm so với mục trác chân thương kiến hùng như thế nào chấm cũng muốn lưu lại nàng này dùi mài tâm trí của mình kim tước á khẩu không trả lời được không ngờ lại bị nói không lời chống đỡ cũng không biết hoàng đế nói thật hay giả nếu là thật đây chẳng phải bởi vì lời khuyên của ông ta nổi lên phản tác dụng khơi dậy lòng tranh cường háo thắng của hoàng đế, lộng khéo thành vụng rồi sao? Hoàng đế đã nói đến loại trình độ này, kim tước tạm thời cũng không tiện nói thêm điều gì, không làm gì khác hơn là xin được cáo lui trước, chỉ có điều trước khi đi cho đại tổng quản Sương Đức một ánh mắt. Sương Đức bất đắc dĩ, không làm gì khác hơn là nhân tiện tự mình tiến ông ấy. Kim tước rời khỏi bên này, trên đường đi im lặng, ông ta dừng bước. Sương Đức hơi khom người ở bên cạnh ông ta, lặng lẽ quan sát sắc mặt của ông ta kim tước giơ tay lên đỡ một nhánh phương lục bên đường thản nhiên nói bệ hạ đang yên đang lành sao lại lên tiếng yêu cầu nàng gái này với yến quốc là đại tổng quản hiến môn với bệ hạ đúng không sương đức giật mình cái này không thể nói lung tung được thân phận của ông ta có đôi khi rất lung túng chuyện như vậy ông ta có thể thuận ý của chủ tử đi làm cũng không được mê hoặc từ xưa đến nay vua của một nước dễ dàng phạm sai nhất cũng là việc mà trên dưới triều đình không muốn thấy nhất chính là hoàng đế xa vào hậu cung mỹ sắc nói nhỏ chuyện đi là xa vào sắc đẹp, nói lớn chuyện ra chính là mất nước. Có một số việc người khác có thể làm, nhưng mà nếu như hoạn quan bên người hoàng đế dám khuyến khích hoàng đế đam mê nữ sắc, hậu quả kia không phải hắn có thể chịu đựng, trừ phi thực lực của hắn đã đến trình độ có thể uy hiếp toàn bộ triều đình. chương 2131, nổi danh khắp thiên hạ 2. Lời như vậy nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có một đống người muốn giết chết ông ta, ông ta có mấy cái đầu có thể gánh. Hậu quả ngấm lại cũng đáng sợ, Sương Đức nhanh chóng chắp tay, liên tục lại ông ta, than thở nói. Đại tư mã thật là oan uổng chết lão nô rồi, lão nô cũng không biết bệ hạ vì sao lại đột nhiên nhắc tới A tước này. Lão nô có thể thề với trời, lão nô trước đó tuyệt đối không biết rõ tình hình, nếu có nửa điểm giả dối, để cho lão nô không chết tử tế được. Biết rõ cũng tốt, chính là muốn hù dọa ông ta, kim tước liếc nhìn ông ta. Thật sự không phải ngươi nhắc nhở hay sao, sương nước không nhịn được dậm chân, ôi uy, đại tư mã của ta, chung sống nhiều năm ta là người như thế nào đại tư mã đương nhiên hiểu biết mới đúng lão nô hiểu được phân tắc làm sao dám làm chuyện như vậy ngài cái này không thể nói lung tung được a à, truyền ra ngoài được sao ông ta vừa nói vừa chắp tay xin tha kim tước dò hỏi vậy ngươi suy nghĩ kỹ một chút có phải có người khác góp lời với bệ hạ hay không câu hỏi này vừa cất lên trái lại khiến xương nức hơi suy nghĩ một lúc sau khi một phen suy tư lắc đầu không có ấn tượng về phương diện này hẳn là không có. Thanh âm của Kim Tước đột nhiên lớn mấy phần, đại tổng quản, ngước mắt lên nhìn xem, nhìn một chút vệ quốc làm thế nào ngã xuống. Vệ quốc lớn như vậy, bởi vì một hai người yêu nữ, nói ngã liền ngã rồi, đập vào mắt kinh tâm. Vệ quốc ngã xuống mới chỉ bao lâu, giờ này chính là thời điểm mấu chốt các nước đấu sức, đột nhiên đưa tới nữ nhân như vậy, vết xe đổ A. Người chẳng lẽ không sợ, người chẳng lẽ không có chút cảnh giác. Sương nước thật đúng là bị nói trong lòng chợt run lên. Kim Tước tiếp tục nói, người thân là đại nội tổng quản, chỉ huy toàn bộ hoàng cung, tay cầm minh kính thi, đương nhiên phải mở to hai mắt. Đừng trách Lão Phu không nhắc nhở ngươi, thật sự xảy ra điều gì nhiễu loạn, Lão Phu là người đầu tiên không đáp ứng. Lão Phu không muốn gây chuyện, nhưng cũng không phải là người không nóng tính, một khi chọc cho Lão Phu đem binh tiến cung thanh quân, người đầu tiên Lão Phu không buông tha chính là ngươi. Trong lời nói sát khí sôi trào, ông làm ta sợ làm gì chứ? Sương Đức cười khổ, Ý tứ của Đại Tư Mã, Lão Nô đã hiểu, Lão Nô sẽ lúc nào cũng cảnh tình, sẽ chú ý nhắc nhở bệ hạ. Không cần tiến, tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Kim Tước giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của ông ta, xoay người sái bước mà đi. Đại Tư Mã đi thong thả, Sương Đức chắp tay không người, sau đó đứng thẳng lưng, than thở một phen. Sự việc khó xử, người càng khó làm hơn, ông ta rất muốn nói, hoàng đế nổi lên ý nghĩ tầm hoan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhưng mà điều này cũng là chuyện hợp tình hợp lý từ xưa đến nay việc nhà của đế vương có thể tính là không được việc tư gì chỉ dựa vào hậu cung liên lụy ích lợi của triều đình triều thần liền không nhịn được không nhúng tay vào ông ta lắc đầu xoay người mà đi bất quá kim tước ngược lại thật sự cho ông ta một lời nhắc nhở Về quốc cứ như vậy ngã xuống chuyện giống vậy cũng không thể phát sinh ở nước hàn ông ta được cảnh tỉnh nên phải chú ý nhìn nhiếp trấn đình đang tiếp tục phê duyệt tấu trương trong ngựa thư phòng đột nhiên cảm giác có chút nóng nảy không ổn định, không ngờ lại khó có thể tính tâm, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành ấy, không ngờ lại thỉnh thoảng mất thần, một hồi lâu mới từ từ tính tâm lại. Sương Đức ở bên cạnh chú ý tới, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, trong hoàng cung của Tống Quốc, ngô công lĩnh gác chân ngồi trên ghế rộng rãi, nhìn một phần tin tức tình báo trong tay, sờ dâu quai hàm lẩm bẩm Sụ tình nhiếp chấn đình nói A à Tước Nhi là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân đã không phải bí mật gì, lúc đó trong thị nữ có mặt ở đấy nghe thấy được có người muốn trèo lên cành cao, đắc ý lắm mồm, đưa đến trong hoàng cung của nước Hàn đã truyền đi mọi người đều biết. Vì thế, đại nội tổng quản xương đức của nước Hàn giận dữ, còn sử tử thị nữ lắm mồm kia, nhưng mà tin tức đã truyền ra. Sau khi hắn sờ tròm dâu nhiều lần lắc đầu một phen, không ngờ lại không nhịn được sai người tìm lão nhân trong cung tới, hỏi thăm, A à Tước Nhi đó thực sự có mỹ mạo như vậy sao? Lão nhân trong cung thấy qua A à Tước Nhi đáp lại, đích thật là tuyệt sắc thế gian khó tìm chân chính có bộ dạng khuynh quốc khuynh thành nói là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân cũng không quá đáng sau khi nghe qua bộ dạng hình dung ngô công lĩnh bị náo nhiệt có chút lòng ngứa ngáy không nhịn được than thở thầm trách mục trác chân từ quỷ kia làm sao lại vừa khéo tặng a tước cho người đó nếu không chẳng phải liền thành nữ nhân của hắn sao hắn đã tiếp nhận một số giai lệ của mục trác chân lưu lại nếu mục trác chân không tặng a tước cho người khác thì nàng gái này vẫn thật sự trở thành nữ nhân của hắn Mục trác chân lưu lại một đám giai lệ cho hắn, duy chỉ có thiếu đi một người tuyệt nhất đó, làm sao có thể không than thở, giờ này hắn cũng chỉ có thể nhìn tin tức mà tiếc hận. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, trong hoàng cung của nước tấn, Thái Thúc Hùng sau khi nắm tin tức thì thầm một trận, quay đầu lại hỏi. Nhiếp chấn đình hẳn được tính là đồ háo sắc gì đó đúng không? Đào lược cân nhắc một chút, lắc đầu đáp, nữ sắc khó tránh khỏi, nếu nói là đồ háo sắc gì đó, ngược lại cũng chưa tới thân thể của Thái Thúc Hùng từ từ dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm tin tức trong tay suy nghĩ. Năm đó mục trác chân sủng hạnh nữ nhân gì đó gọi là A Tước Nhi thì cũng thôi đi, sau đó thương kiến hùng đắc thủ cũng không thể không độc cương chiều. Thái Thúc Hùng hắn còn cười mục trác chân và thương kiến hùng là kẻ giống nhau, khó trách biến quốc gia mình thành như vậy. Giờ này nhiếp chấn đình cũng lấy đi nữ nhân đó, lại vẫn chính mồm nói ra mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Có câu nói một lần hai lần không có lần thứ ba, hiện giờ lại xuất hiện lần thứ ba, còn là xuất hiện trên người của ba vị đế vương. Thái thúc hùng ly kỳ, cũng tò mò, trong ánh mắt hơi có lập lè. Nữ nhân gọi là A à Tước Nhi đó, lần này là chân chính đưa tới sự chú ý của hắn rồi. Hắn bây giờ thật sự muốn nhìn một chút rốt cuộc là tuyệt sắc đến bực nào, có thể khiến cho ba vị đế vương vì đó mà mê muội. Có một số ý nghĩ vừa nảy sinh, liền khó áp chế hơn nữa, lập tức sẽ mọc dễ nảy mầm. Sao có thể ngồi xem, sao có thể ngồi xem, trong điện, Yến Hoàng thương kiến hùng bước qua lại, giống như dã thú bị chọc giận gầm thét, rất là phẫn nộ. Người, hắn đã đưa cho nhiếp chấn đình, nhưng mà lại không có được kết quả mong muốn. Nhiếp chấn đình nhận lễ vật, nhưng đáp lời lại ta có đáp ứng làm trao đổi sao. Thiếu chút nữa chọc tức chết thương kiến hùng, trước đó vào lúc nhịn đau cắt thịt, hắn còn có thể dùng ra quốc thiên hạ đến an ủi mình, lúc này gà bay trứng vỡ, nghĩ tới A à tước nhi của mình, đau y hệt như oan tâm, đau lòng không dứt. Chỉ có thể trách sứ thần không nói rõ ràng, thương kiến hùng giận chó đánh mèo đến trên đầu sứ thần, dưới cơn nóng giận đã cắt sạch chức quan của sứ thần đó. Nước Hàn vẫn cần phải hiệp trợ thương chiêu tông, thương kiến hùng nổi nóng la hét muốn xuất binh. Tiêu giao cung trưởng lão tịch giao có mặt ở đấy, linh kiếm sơn trưởng lão lạc danh kiếm, còn có đại tư không cao kiến thành đều có mặt. Thương kiến hùng không thể ngồi nhìn thương chiêu tông được như ý, gọi ba người bọn họ tới, chính là vì bàn bạc sự tình xuất binh. Về phần tử kim động trưởng lão thân báo Xuân Trấn giữ Hoàng Cung, đương nhiên là tránh được gọi vào trầu. Thương Chiêu Tông bên này cần đối phó vốn là thế lực của tử Kim Động. Giờ này nhân mã của Nam Châu điều ra không ít tại vùng đất Tần Quốc chiếm lĩnh, chính là thời cơ tốt để xuất binh. chương 2132, Cao Đại Nhân lời hay một Thương Kiến Hùng nói chậm rãi, ý đồ rất rõ ràng, muốn thuyết phục hai vị trưởng lão, đạt được sự ủng hộ toàn lực của Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn. Nghe xong cao kiến của hắn, tịch giao trầm ngâm nói lời nói của bệ hạ không phải không có lý nhưng mà thái độ của nước hàn rõ ràng nếu xuất binh một khi nước hàn xua binh tham gia chúng ta căn bản không có phần thắng xuất binh sợ cũng là chuyện vô bổ lạc danh kiếm khẽ gật đầu đây đúng là điều mà bên này lo lắng nếu không há lại cho tử kim động mất mặt tựa như lang thôn hổ ít vậy sao thương kiến hùng hừ nói theo quả nhân thấy nước hàn chính là hư trương thanh thế giờ này nước hàn muốn kinh doanh chiếm cứ đất tần lại phải phòng bị tống quốc nào có dự tính gì thật sự xuất binh, có khả năng hù dọa rất lớn. Nhị vị trưởng lão, mong rằng mau sớm báo lên tông môn, xin sớm làm quyết định. Cao kiến thành chợt thốt ra một câu, nếu nước Hàn thật sự xuất binh thì sao? Thương kiến hùng bỗng nhiên quay đầu lại, phẫn nộ nhìn, có vẻ như đang hỏi, ngươi là đứng bên kia hay sao? Lạc danh kiếm hỏi, cao đại nhân tựa như thờ ơ lạnh nhạt, nhìn có chút bình tĩnh, chẳng lẽ có cao kiến gì? Cao kiến thành xác thực bình tĩnh, đón ánh mắt nhìn phẫn nộ của thương kiến hùng bình tĩnh đáp một câu theo ý kiến của lão thần ý thương chiêu tông muốn thì cứ cho hắn là được rồi không đáng đại động can qua cũng tránh cho người ngoài cười nhạo khi nhìn thấy hiến quốc nội loạn lời này vừa nói ra rất làm người nghe kinh sợ trong điện vài đảo ánh mắt đồng loạt chăm chú vào trên mặt của ông ta bao gồm đại nội tổng quản điền ngữ điền ngữ rõ ràng có chút kinh ngạc thân là đại thần tâm phúc của bệ hạ chẳng lẽ không biết tâm ý của bệ hạ sao lại nói ra lời này cho dù có ý kiến, cũng không nên nói thẳng thắn như vậy a." À. Bắp thịt trên gương mặt của Thương Kiến Hùng co quắp, trong mắt có ý vị bốc lửa, gần từng chữ. "Cao Kiến Thành, ông có biết ông đang nói gì hay không?" Cao Kiến Thành vẫn là câu nói kia, "Bệ hạ, nếu nước Hàn thật sự xuất binh làm sao bây giờ?" Thương Kiến Hùng giận dữ, ông lấy cái gì kết luận Hàn Quốc nhất định sẽ xuất binh? Chiếu theo tâm ý của hắn, cho dù là nước Hàn xuất binh, cũng không thể khiến Thương Chiêu Tông dễ dàng được như ý thật sự là động cơ chiến lược bên thương chiêu tông rất rõ ràng dựa vào địa lợi ưu thế của nam châu muốn bóp lấy cổ họng của hai bên lui tới chặt đứt cánh tay của triều đình tiến hành tổ chức tốt đối với vùng đất tần quốc chiếm lĩnh nam châu cậy vào địa lợi ưu thế dẫn đầu trước xuất binh chiếm được một lượng lớn địa bàn không nói còn nhân cơ hội giành trước hợp nhất không ít quân tần đây là muốn làm gì một khi khiến cho thương chiêu tông kinh doanh vững chắc những địa bàn kia toàn bộ vùng đất tần quốc chiếm lĩnh sợ phải trở thành vật trong túi của thương chiêu tông đến lúc đó nhân mã của vùng chiếm lĩnh bị chặt đứt triều đình chi viện vô cùng suy yếu hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của thương chiêu tông còn không phải thương chiêu tông muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao có thể tưởng tượng một khi trước mắt khiến cho thương chiêu tông được như ý thương chiêu tông lập tức sẽ động thủ đối với nhân mã của triều đình có lẽ không đến mức đại động can qua nhưng khẳng định sẽ đẻ ép nhân mã của triều đình không có cách nào đặt chân đất tần có thể nói là liên tiếp chịu đủ nổi khổ chiến loạn bách phế đãi hưng nghèo nàn không dứt không có tài nguyên của triều đình, căn bản không thể nào đặt chân. Đến lúc đó cộng thêm thương chiêu tông vốn đã nắm trong tay địa bàn, tương đương với một mình thương chiêu tông liền khống chế được toàn bộ một trong ba địa bàn phân chia của Đại Yên. Thương chiêu tông hiện giờ cũng không đến kinh yết kiến hoàng đế bệ hạ, ủng binh tự trọng, không để triều đình vào trong mắt, đã khiến cho triều đình kiêng kỵ, lại khiến cho thế lực của thương chiêu tông tấn mãnh mở rộng bành trướng ra, thương chiêu tông đến lúc đó sẽ làm ra cái gì, thương kiến hùng ngẫm lại cũng không rét mà run nếu không phải như thế hắn há lại sẽ dễ dàng dứt bỏ ra ngoài nữ nhân mà hắn yêu mến sao không ngờ thường chiêu tông dám không kiêng nể gì xuất thủ như thế dám tướng ăn khó coi như thế đều là do sau lưng có nghiêu hữu đạo lật tẩy nghiêu hữu đạo đã lên tiếng khiến cho hắn làm xong chuẩn bị toàn diện tiếp nhận yến quốc hắn đương nhiên là muốn nắm lấy cơ hội dành trước bố cục tịch giao khẽ giơ tay bệ hạ an tâm chớ vội cao đại nhân nói như thế chắc là có tính toán gì không ngại nghe một chút rồi nói sau Hừ, thương kiến hùng phất tay áo khoanh tay, mỏi mắt mong chờ, cũng muốn nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Hắn hơi chút tính táo cũng cảm thấy Cao Kiến Thành sẽ không bẩn thỉu nhưng vẫn cảm thấy ông ta quá mức chói tai. Cao Kiến Thành nói chậm rãi, nước Hàn không có lợi ích gì, vì sao phải giúp thương chiêu tông. Nếu nói có lòng tốt gì, lão thần không tin, sự tình rõ ràng, nước Hàn rõ ràng chính là có ý nâng đỡ thương chiêu tông, muốn gây ra nội bộ yến quốc bó tay bó chân. Như vậy nếu có thể khiến cho bên trong Yến quốc có ràng buộc không có cách nào làm loạn đối với nước Hàn, cũng là bởi vì nước Hàn có thời điểm cần làm Yến quốc không có cách nào tập trung lực lượng ứng đối. Cử động lần này của nước Hàn vừa là nâng đỡ thương chiêu tông, cũng là vì tạo nên mâu thuẫn sâu hơn giữa triều đình và thương chiêu tông. Vẫn là câu nói kia, nếu nước Hàn thật sự xuất binh làm sao bây giờ? Một khi nước Hàn xuất binh, chúng ta cho dù xuất binh, cũng không cải biến được kết quả, ngược lại sẽ khiến cho triều đình rất mất mặt một khi triều đình binh bại khiến cho yến quốc làm thế nào đối đãi với trên dưới thần dân điều đó càng trở nên thúc đẩy dáng vẻ bệ vệ của thương chiêu tông thương kiến hùng hỏi ngược lại ông nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào hắn lần nữa chất vấn ông dùng cái gì chắc chắc nước hàn sẽ xuất binh cao kiến thành hỏi ngược lại bệ hạ thương chiêu tông dùng cái gì dám vào lúc này dám dưới tình huống binh lực khuếch tán làm chuyện này hắn chẳng lẽ không biết triều đình sẽ không ngồi xem hay sao biết rõ triều đình sẽ không ngồi xem còn dám tướng ăn khó coi như vậy là vì sao hắn tất nhiên có nắm chắc điều gì chắc chắc nước hàn nhất định sẽ xuất binh tương trợ nếu không sao lại mạo nguy hiểm lớn mất nhiều hơn được như vậy chứ lời này vừa nói ra trong điện trong nháy mắt lâm vào yên lặng, đúng vậy a à, thương chiêu tông nếu không có nắm chắc không dám làm như vậy có nắm chắc đây chẳng phải đã chứng minh nước hàn nhất định sẽ xuất binh sao vào thời khắc mọi người suy tư cao kiến thành quan sát thần sắc phản ứng của mọi người một cái bỗng nói nhẹ nhàng triều đình làm ra nhượng bộ chưa chắc là bị thua thiệt mà thương chiêu tông ăn hết cũng chưa chắc tiêu hóa được rồi mọi người lập tức nhìn ra lạc danh kiếm lúc này khiêm tốn thỉnh giáo cao đại nhân chỉ giáo cho cao kiến thành nói người sáng suốt đều biết được tề quốc đã là nỏ mạnh hết đà không kiên trì được đã bao lâu nước tấn vốn là binh giáp vũ khí sắc bén đã là một tay nắm kho lúa một khi lại một bàn tay nắm giữ chiến mã tài nguyên xua binh đông tiến vào là chuyện tất nhiên dã tâm của nước tấn mọi người đều biết xin hỏi nước tấn xuất binh tây bình quan ai tới cản nếu nhân mã của triều đình trước tây bình quan chính là triều đình cản hắn nếu như nhân mã của dung thân vương trước tây bình quan vậy dĩ nhiên là dung thân vương đi cản triều đình nhân mã và nước tấn tử chiến với sự sắc bén của binh phong nước tấn lại là triều đình thực lực đại tồn nhân mã của dung thân vương và nước tấn tử chiến lấy sự sắc bén của binh phong nước tấn, lại là thực lực của dung thân vương đại tồn. Ánh mắt mọi người hơi lóe sáng lên một cái, đều như có điều suy nghĩ, cuối cùng hiểu rõ ý đồ của Cao Kiến Thành. chương 2133, Cao Đại Nhân lời hay hai. Tâm tình của Thương Kiến Hùng rõ ràng cũng bình phục xuống, trần chờ hỏi. Nếu nước tấn xua binh đông tiến vào, thương triều tông chiến bại, triều đình cũng khó tránh khỏi cùng nước tấn giao phong, có thể ngăn sao. Cao Kiến Thành đáp, bệ hạ, không dễ dàng đến phiên triều đình và nước tấn giao chiến như vậy nước hàn không phải sắp xếp ư sao có thể ngồi xem thương chiêu tông binh bại nước tấn binh xuất tây bình quan nước hàn tất nhiên cùng thương chiêu tông liên thủ huyết chiến song phương dưới sự liên thủ nước tấn muốn dễ dàng đắc thắng cũng rất không có khả năng thắng cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ một khi đất tần binh bại một khi nước quân tấn tiên phong đánh tới bên cạnh chúng ta đến phiên triều đình ra tay rồi liền có nghĩa là thực lực của thương chiêu tông kém không nhiều lắm đã tổn thất hầu như không còn rồi thương chiêu tông không có đường lui nhưng mà nước hàn còn có thổ địa rộng lớn bên ngoài đất tần còn có một lượng lớn con dân của bản thổ nước hàn có thể tưởng tượng một khi thực lực của thương chiêu tông tổn thất hầu như không còn đã mất đi giá trị lợi dụng nước hàn không có khả năng một nhà đầu cản quân tấn kế tiếp tất nhiên phải tới cầu xin yến quốc ta muốn cùng yến quốc ta liên thủ đối kháng nước tấn đến lúc đó yến quốc ta cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái mà thương chiêu tông đã mất đi giá trị lợi dụng chỉ cần bệ hạ lên tiếng bị tình thế ép buộc nước hàn tất nhiên bỏ dung thân vương còn đối với tử kim động mà nói thương chiêu tông không có giá trị lợi dụng ích lợi của đất tần lại mất đi rồi nhưng bản thổ của yến quốc còn có không ít ích lợi của tử kim động tử kim động phải được bảo vệ lại thêm trước đó tử kim động ủng hộ thương chiêu tông và quân tấn chinh chiến thương chiêu tông binh bại cũng tất nhiên đưa đến thực lực tự thân của tử kim động tổn hao nhiều. Đến mức đó, chỉ cần bệ hạ lên tiếng, chẳng những nước Hàn phải bỏ qua dung thân vương, tử kim động cũng đồng dạng phải bỏ rơi thương chiêu tông. Tử kim động chắc chắn bắt trói thương chiêu tông áp ra, chắp tay hiến tặng cho bệ hạ tới xử trí. Nghe thế, ánh mắt của thương kiến hùng lập lè không dứt, thương chiêu tông là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt của hắn. Vừa nghĩ tới tình hình thương chiêu tông bị trói giải đến trước chân tùy ý hắn xử trí, chân mày không khỏi nhướng mạnh vài cái. Cao Kiến Thành tiếp tục nói, về phần cuối cùng có thể chiến thắng nước tấn hay không, đó là một chuyện khác, triều đình nhất định phải tạm gác lại có thể chống cự đến lực lượng cuối cùng, mà không phải chỉ lo trước mắt. Một khi triều đình thực lực đại tổn, triều đình lại vô lực kháng cự, thương chiêu tông sợ là muốn thừa cơ mưu triều xoán vị. Xin hỏi hai vị trưởng lão, một khi đến trình độ cần thương chiêu tông đến ổn định lòng người của Yến Quốc chống lại nước tấn, Linh Kiếm Sơn và Tiêu Giao Cung lại sẽ lựa chọn ra sao, còn có thể ra sức bảo vệ bệ hạ sao? hai vị trưởng lão nhìn nhau, lòng biết rõ không lên tiếng. Cao Kiến Thành nghĩa tránh ngôn từ nói, thế lực của lão thần và Nam Châu hệ chính là tử địch, lão thần tuyệt không cho thương chiêu tông cuối cùng được lợi. Ông ta lại chắp tay, có vẻ như van nài từ tận đáy lòng nói, bệ hạ, nếu trước mắt suốt binh cũng không cải biến được kết quả, không ngại vì tính toán lâu dài. Thỉnh bệ hạ quyết định. Tịch Giao và lạc danh kiếm nghe vậy đã liên tục gật đầu, cũng khai ngộ. Tịch Giao khen, nghe một lời của cao đại nhân tự nhiên hiểu ra. Lạc danh kiếm nói, bệ hạ, cao đại nhân lời hay, chính là lão thành mưu quốc kế sách. Thương kiến hùng không lên tiếng, nhưng lại không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng mơ hồ đau đớn. Nếu hắn biết náo loạn thành như vậy, nếu biết tặng A tước cho nhiếp chấn đỉnh cũng không thay đổi được gì, bản thân mình cứ gì khổ sở bỏ những thứ yêu thích chứ. Nếu kết quả cuối cùng đúng như cao kiến thành nói, nước hàn quay đầu lại cũng có ngày cầu xin bên này, có lẽ còn có thể đòi A tước nhi về, chỉ có điều nếu thật sự nghĩ đến một ngày đó, lại có mặt mũi gì đi đối mặt A Tước Nhi đây. Vào lúc hắn lấy được người từ trong tay của mục trác chân, đã gặp phải người trách móc, lần này tặng ra ngoài làm nữ nhân của người khác, nếu lại đòi về làm nữ nhân của mình, đây coi là chuyện gì xảy ra. Người bình thường có lẽ không có quan hệ, nhưng mà hắn là quân vương của một quốc gia A. Cả chiều trên dưới há có thể cho phép hắn tùy ý làm sằng làm bậy như vậy. Đại yên quân phụ bộ dáng này, dùng cái gì làm gương cho đại yên đây? thương kiến hùng nghĩ đến đây một sự hối hận y hệt như đâm tim thấu xương không dứt ở phế phủ trong lòng gào thét không cam lòng tước nhi của quả nhân đi rồi trong mật thất của mao lư biệt viện như hiếu đạo ngồi dựa vào trên ghế lật lên tin tức tình báo trong tay xem xét ánh mắt hơi ngừng lại cũng không nhịn được nói thầm một tiếng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ quản phương nghi ở bên cạnh nghe vậy bĩu môi hình như có vẻ khinh thường vân cơ và lữ vô song theo bản năng liếc mắt nhìn nàng ta hai người đều biết người này cũng đã từng được xưng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ chỉ có điều không giống a tước nhi là người đã có được miệng vàng lời ngọc của hoàng đế một quốc gia vị này năm đó tiếp xúc chính là thiên hạ tam giáo cửu lưu còn a tước nhi tiếp xúc đều là hoàng đế của một quốc gia cũng không biết song phương khác nhau lớn hay không ba vị đế vương như hữu đạo lầm bầm lầu bầu mừng đầu hỏi các người ai đã từng thấy qua a tước này chẳng lẽ thực sự có tuyệt đại phong hoa hay sao không có ai đáp lời bởi vì không ai thấy qua Vân cơ lúc trước không có cơ hội tiếp xúc, về phần lữ vô song, trước kia căn bản sẽ không đặt A à Tước Nhi gì đó vào trong mắt. Quản Phương Nhi bình tĩnh hỏi, nếu Hiếu Kỳ muốn đi xem một chút, dựa vào năng lực của ngài, muốn gặp nàng một lần còn không dễ dàng sao? Như Hiếu đạo thuận miệng đáp, đích xác có chút tò mò, trái lại thật sự muốn xem một chút là nhan sắc bực nào, có thể khuynh đảo ba vị đế vương. Đừng nói hắn, hiện tại ngay cả Vân Cơ và Lữ Vô Song cũng có chút tò mò, không ngờ quay đầu nghe nói một nữ nhân lại có mị lực lớn như vậy. Quản Phương Nghi, chỉ là muốn nhìn một chút sao? Ta thấy không nhất định, trực tiếp lấy được làm nữ nhân của ngài cũng không phải vấn đề gì nha. Nghiêu Hữu Đạo nghe được mùi giấm đâu đây, cuối cùng trở lại tương lai, dương mắt nhìn nàng, chợt nghiêm túc hỏi. Trong lòng ta, nàng mới thật sự là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Lời này làm sao nghe được có chút hư tình giả ý chứ? Vân Cơ hé miệng cười trộm, lữ vô song cũng mỉm cười. Quản phương nghi lại lườm mắt, ít nói lời như vậy đi. Lão nương môn ta hoa tàn ít bướm này, nói cái gì mỹ nhân nữa, muốn cho người cười đến rụng răng chắc. Ta không có ý tứ gì khác, ta là đồng tình với nàng A tước nhi đó, bị đàn ông các người đánh giá thành mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, nữ nhân khác có lẽ sẽ hâm mộ, nhưng mà đối với đương sự mà nói, có thể là chuyện tốt gì không? Nghiêu hiểu đạo làm bộ như không nghe thấy, lật qua một trang giấy trong tay, thấy được tin tức cao kiến thành chống chịu, người vô danh, danh tiếng truyền đến, sau khi nhìn kỹ, biết được Cao Kiến Thành đã giải quyết ổn việc triều đình Yến Quốc, đã tháo gỡ được tình thế nguy cấp trước mắt của Thương Chiêu Tông, không khỏi khẽ gật đầu. Không thừa nhận cũng không được, tác dụng của một Cao Kiến Thành có đôi khi đúng thật là đỉnh qua thiên quân vạn mã, ít nhất trước mắt tránh khỏi sự tổn thất bởi nhân mã của Nam Châu, có thể gọi là cứu vãn tánh mạng của rất nhiều người. Bên vương gia đoán chừng luôn luôn lo lắng đề phòng, không nương, nàng đi thông báo vương gia một tiếng, bên triều đình sẽ không xuất binh nữa. Nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm đồ trên tay nói ra một câu. chương 2134, ô thường cũng có thể lợi dụng một chút. Quản phương nghi thoáng mang theo ý vị hừ hừ, quay đầu mà đi. như hữu đạo tiếp tục lật nhìn tình báo, một số nội dung làm hắn khẽ lắc đầu. Phương diện tình báo được xem gần đây rất nhiều, phát hiện tranh đấu giữa các nước thật có ý tứ. Tần quốc cứ như vậy xong rồi, nghĩ tới mẹ con Trang Hồng chạy trốn, như hữu đạo cũng không thể không cảm khái. Vinh hoa phú quý này, thật đúng là như mộng tự huyễn. Đợi sau khi hắn đặt thứ trong tay xuống, Lữ Vô Song mở miệng, thử hỏi một câu. Ngài và hồ tộc bên trong thánh cảnh có liên lạc không? Có câu hỏi này, cũng không phải là không có lý do. Nàng ta giờ này đi theo viên cương tiếp xúc đến cơ mật tình báo, không ngờ lại phát hiện bên này cùng hồ tộc có liên lạc. Hồ tộc không dễ dàng tin tưởng người ngoài, cửu thánh trước đó một mực đang nghĩ tất cả biện pháp, muốn phái người đánh vào bên trong hồ tộc, nhưng vẫn không thể thành công, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng, cho nên sau khi phát hiện bên này và hồ tộc bí mật liên lạc có chút kinh ngạc. Năm ngón tay của cánh tay đặt trên bàn gõ nhẹ nhàng lên xuống tại mặt bàn, Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm nàng ta, từ từ nói: "Ngân cơ phu nhân của La Thu chưa chết, cái gì?" Lữ Vô Song kinh ngạc, cũng không biết vị này hỏi một đằng trả lời một nẻo thốt ra câu này là ý tứ gì. Ngưu Hữu Đạo giải thích, Ngân Cơ thật ra chính là tộc trưởng của Hồ tộc. Cái gì? Lữ Vô Song ngồi không yên, cả kinh đứng lên, trong mắt kinh nghi bất định thần sắc lập lòe không ngừng, khó có thể tin. Không biết đối phương nói thật hay giả, nhưng đoán chừng đối phương cũng không cần thiết dưới tình huống hiện giờ lấy chuyện này đến lừa gạt mình, cũng chính vì vậy, kinh ngạc. Trước đó cửu thánh vì tiêu diệt hồ tộc phế đi lớn sức lực như vậy đều vô công, náo loạn đã nhiều năm như vậy, ngân cơ tộc trưởng của hồ tộc không ngờ lại là phu nhân của La Thu. Sau khi Lữ Vô xong lấy lại tinh thần, hỏi, chẳng lẽ La Thu luôn luôn giúp hồ tộc, Vân Cơ cũng có mấy phần kinh ngạc, biết được Nghiêu Hữu Đạo và Hồ Tộc có quan hệ, nhưng không rõ lắm quan hệ trong này, nàng ta cũng là hôm nay mới biết loại nội tình này. Nghiêu Hiếu Đạo lắc đầu, là Thu ngay từ đầu không biết, sau khi biết rõ tình hình cũng rất phẫn nộ, sợ làm liên lụy bản thân mình, muốn diệt khẩu, ép Ngân Cơ móc một con mắt, lại không nghĩ rằng Hồ Tộc nghĩ biện pháp bảo toàn một mạng của Ngân Cơ, nhưng cũng trở thành một xác chết. Ngân Cơ trước đó một mực đang say rất nồng, sau khi ta được vô lượng quả, mới khiến cho nàng ta khôi phục tỉnh dậy. Lữ vô song yên lặng tiêu hóa một chút những nội dung này, cuối cùng lại trầm chậm, chậm ngồi xuống, dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn chầm chầm nghiêu hữu đạo. Hồ tộc sao lại tín nhiệm ngài như thế? Ngân cơ và thương tụng có quan hệ, thánh la sát và thương tụng có quan hệ, đệ ngũ vực cũng có quan hệ với thương tụng, còn có ma điển trên tay ma giáo. Nghiêu, đạo gia, ngài và những người này đều có liên quan, ngài sẽ không cùng thương tụng có quan hệ gì chứ? Nghiêu hữu đạo nở nụ cười, phát hiện vô song thánh tôn chính là vô song thánh tôn, phản ứng không chậm, thoáng chốc đã bắt được mấu chốt. Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói cho nàng biết cái này, là muốn hỏi nàng một chút, giờ này lục thánh đều chạy tới nhân gian chấn giữ, thánh cảnh chống không, ta nếu bảo đám người ngân cơ ở thánh cảnh tác loạn, hiệu quả sẽ như thế nào? Lữ vô song suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, giết chết một số binh tôm tướng tép, có ý nghĩa sao? Lục thánh muốn bất động thanh sắc ra vào thánh cảnh quá dễ dàng, có thể thần không hay quỷ không biết, ngài làm như vậy, rất dễ dàng lộng khéo thành vụng, không làm được sẽ làm ngân cơ đánh vào trên tay của Lục Thánh. Thực lực của ngân cơ mặc dù không tệ, nhưng không phải là đối thủ của Lục Thánh, đụng phải bất kỳ một người nào đều là tự chui đầu vào la võng, nàng ấy cũng chạy không được. Ta đề nghị vẫn chưa cần thiết phải như thế, quá nguy hiểm. Như Hiếu Đạo khẽ gật đầu, trước đó hắn cũng lo lắng vấn đề này, giờ đây đã có được xác nhận, không thể không bỏ đi cái ý niệm này. Nói trắng ra là, chuyện cho tới bây giờ, chơi đùa đến trình độ này, vấn đề căn bản trên người Lục Thánh. Lục Thánh không ngã, phía dưới phá hủy lợi hại hơn nữa, Lục Thánh cuối cùng vẫn có thể lần nữa cấu tạo lên. Lữ vô song lại bồi thêm một câu nhấn mạnh, chỉ cần ngân cơ dám mạo hiểm gây sự, Lục Thánh nhất định sẽ bày bẫy dập đối phó nàng ta. Như Hữu đạo trần chờ nói ra, Lục Thánh đã biết ngân cơ còn sống, đều biết rồi sao, ta vì sao không hề biết, Lữ vô song ngạc nhiên, nàng rơi vào trên tay bên này không bao lâu, có chút không rõ, dựa vào cái gì mọi người đều biết chỉ nàng không hề biết. Sự việc không lâu, ta khiến cho Ngân Cơ liên hệ bọn họ. Như Hữu Đạo nói ra sự việc lúc trước Ngân Cơ truyền tin liên lạc, lại vì sự xuất hiện của Thánh La sát dẫn đến phá cục. Thì ra là như vậy, Lữ Vô Song đã minh bạch, yên lặng gật đầu. Ngài muốn tạo nên nội loạn giữa Lục Thánh hay sao? Như Hữu Đạo đáp, hết cách rồi, sự việc của vô lượng quả không thể lại để cho Lục Thánh tra được, nếu không một số người nhất định phải lộ tẩy. Sự tình liên lụy tới cung lâm sách, cũng chính vì từ kim động cũng cuốn vào rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để cho cung lâm sách bại lộ. Lữ vô song đã hiểu ý của hắn, một khi từ kim động bại lộ, thế lực phía dưới từ kim động, thí dụ như bên Nam Châu, sợ là sẽ gặp phải một trận hảo kiếp, vị này muốn bảo vệ thế lực của Nam Châu. Lục vô song nghĩ đến đây, không khỏi buông tiếng thở dài. Thật không biết ngài nghĩ như thế nào, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ngài vì sao không hề biết tị hiềm, vô lượng quả cho ai không được, tại sao phải cho cung lâm sách cung lâm sách một khi bại lộ bên nam châu xác thực chạy không thoát lục thánh tất nhiên muốn diệt trừ thổ nhưỡng dấu kín nghiêu hữu đạo nói tiếp lúc ấy có tình huống lúc đó cũng không cho rằng sẽ có chuyện gì ai ngờ cây vô lượng quả lại có thể nở hoa trước thời hạn người tính không bằng trời tính lữ vô song im lặng chợt kỳ quái hỏi thánh la sát có thể giết mục liên trạch và trường tôn di thánh la sát lại nghe lời ngài như vậy ngài vì cái gì không lợi dụng thánh la sát đến bảy cuộc diệt trừ từng người của lục thánh Ngưu hữu đạo đáp, nàng nghĩ rằng ta không muốn sao? Vấn đề là Thánh La Sát một khi hiện ra nguyên hình, lập tức quên đi hết thảy ký ức làm người, căn bản không bị bất luận người nào khống chế. Lục thân không nhận, ngay cả ta cũng sẽ không bỏ qua. Còn nữa, ta tại điệp mộng huyễn giới thấy qua Thánh La Sát và bọn họ giao thủ, một mình đấu, bọn họ khó có thể thủ thắng. Nhưng mà nếu như chạy trốn, Thánh La Sát trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Nếu không có một lượng lớn điệp La Sát bên trong điệp mộng huyễn giới tương trợ chỉ sợ thánh la sát đã chết trên tay của bọn họ. Vân cơ bên cạnh khẽ gật đầu, nàng ta cũng đã thấy qua, đích xác là như thế. Lữ vô song trầm ngâm im lặng, nhìn ra đang nhanh chóng suy tư cái gì, chờ thầm nói. Ngân cơ còn sống, ô thường cũng có thể lợi dụng một chút nào. Ha, Ngưu Hữu đạo lập tức hỏi, nàng nói thế là ý gì? Lữ vô song đáp, ô thường đối với ngân cơ có thể có tình cảm không bình thường. như Hữu đạo xác nhận, cái này ta có nghe ngân cơ nói. Ô thường năm đó đối với nàng ấy có thể có ý nghĩ xấu, sau đó hoàn toàn bất đắc dĩ, chắp tay tặng cho La Thu. Lữ vô song hỏi, sau đó thì sao, như hữu đạo giang giang hai tay ra, ta biết chỉ có chút ít này, chẳng lẽ bọn họ sau đó còn phát sinh qua cái gì hay sao? Lữ vô song nhắc nhở, lúc trước, sau khi Ngân Cơ và La Thu kết thành vợ chồng, bởi vì tu vi của Ngân Cơ, bảy người khác chúng ta rất bất mãn, La Thu kháng cự. Sau đó ô thường quật khởi, liên thủ cùng La Thu, liên thủ bảo vệ ngân cơ, đối kháng bảy người chúng ta. Nhưng ngân cơ chết một cái, ô thường lập tức trở mặt với La Thu. chương 2135, tình huống khẩn cấp 1. Ngữ khi ý vị thâm trường, như hữu đạo nghe hiểu, như có điều suy nghĩ nói. Nghe lời nàng vừa nói như vậy, xem ra tình cảm của ô thường đối với ngân cơ thật đúng là không bình thường. Lữ vô song tiếp tục nói, lại không bàn về tình cảm, ngân cơ là người của thời đại thương tụng, nàng ta và thánh la sát hẳn là người quen ngân cơ nếu nói nàng ta có thể gọi thánh la sát ô thường tất nhiên tin tưởng mấu chốt ô thường không biết sau khi thánh la sát hiện hình không có người nào có thể khống chế ta nghe tuyết bà bà nói tốc độ phi hành của thánh la sát cực nhanh giết người nào đó trong lục thánh có lẽ khó khăn nhưng quấn lấy người khác cũng không thành vấn đề ô thường đã giao thủ cùng thánh la sát tuyết bà bà nói hắn hẳn phải rõ ràng ô thường một thân ma công đích xác không phải tầm thường liều mạng trong cửu thánh hắn ai cũng không sợ nhưng cửu thánh ai cũng có bản lãnh chạy chối chết người này cũng không thể làm gì được người kia nếu thánh la sát xuất thủ tương trợ nếu ngân cơ dùng thánh la sát làm mồi nhử bày tỏ nguyện ý cùng ô thường liên thủ ô thường sẽ ý động hay không như hữu đạo dần hít mắt lại hai tay mười ngón thu tại bụng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quản phương nhi đi ra từ mật đạo cười ra vẻ diếu cợt lẩm bẩm chợt thấy phía ngoài có một đám người xâm nhập làm cho thủ vệ của mao lư biệt việt nơm nớp lo sợ thấp thỏm lui về sau trong một chiếc xe ngựa ngoài biệt viện, Nguyên Sắc có hình thể to mỏng cười híp mắt nửa nằm bên trong. Nguyên Phi cùng ngồi bên cạnh đã thay đổi xiêm y của người bình thường, trên đầu còn đội một chiếc nón có mạng che, hơi đưa tay đẩy ra khe hở của rèm cửa, nhìn một chút phía ngoài. Xe ngựa bốn phía có người hộ vệ, người khác trong đám hộ vệ đi theo đã xông vào mau lư biệt viện. Nguyên Phi buông rèm cửa sổ xuống, quay đầu lại, vì sao đột nhiên muốn giặt chân đến nơi này. Sau khi lục thánh tách ra, Nguyên Sắc chọn trấn giữ Yến Quốc, lúc trên đường đi Nam Châu, đột nhiên hạ lệnh tới đây, làm người ta không hiểu. Nguyên sắc đáp, trái phải đều là cảnh nội của Yến Quốc, tội gì bạc đãi chính mình. Nguyên Phi càng trở nên không hiểu, phát hiện lòng phòng bị của vị này đủ nặng đấy, cho tới bây giờ vẫn không chịu thổ lộ chân tướng, thích thú cười lạnh một tiếng. Không muốn nói thì thôi, thấy nàng mất hứng, Nguyên sắc cười ha hả nói. Nghe nói ẩm thực của Mao Lư Sơn Trang này chính là thiên hạ nhất Việt, nếu đến rồi, bỏ lỡ có phần đáng tiếc. Chăm nghe không bằng một thấy, ta cũng muốn nhìn xem thử có thể tuyệt đến chỗ nào. Nguyên Phi lập tức nghẹn họng không nói nên lời, cuối cùng phản ứng lại, hóa ra là tới vì cái ăn. Nghĩ lại, không phải sao, ăn vốn là một trong chuyện yêu thích của vị này, đến vì cái này cũng rất bình thường. Ta đi nhìn một chút, tránh tiết lộ phong thanh, Nguyên Phi nói một câu, Nguyên sắc khẽ gật đầu, phất tay, ra hiệu đi đi. Nguyên Phi xoay mình chui ra cửa xe, mắt thấy có người từ tiện xông vào, quản phương nghi sao có thể ngồi nhìn, quát. Người nào, hứa lão lục nhanh chóng thối lui đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói. Là người của phiêu miếu các, phiêu miếu các, quản phương nghi ngẩn ra, ngay sau đó kinh hãi. Người của phiêu miếu các sao lại đột nhiên tự tiện xông vào nơi này. Chẳng lẽ là bí mật bên đây bị họ phát hiện hay sao? Cô nghĩ tới người trong mật thất, bất kể là nghiêu hiếu đạo hay là lữ vô song, cho dù là viên cương, đều là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bị cha xét ra, như vậy cũng được sao? Mấu chốt là chuyện xảy ra đúng dịp, phần cơ không ở bên ngoài, lúc này mấy người kia đều ở trong mật thất, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, những người khác lại không biết sự tồn tại của đám người như hữu đạo, ngay cả người mật báo tin tức, thông báo rời đi cũng không có. Quản phương nghi nghĩ đến đây, nàng có thể nói kinh hãi tóc gáy dựng lên, lúc này xoay người, sắp sửa đi mật báo tin tức. Đứng lại, một thân ảnh chợt hiện ra, ngăn trước mặt quản phương nghi, một cái lệnh bài của phiêu miếu các đưa đến trước mặt nàng. Quản phương nghi quan sát đối phương, lại quay đầu nhìn xem, phát hiện người tới đều là người ăn mặc bình thường, không có một người nào mặc trang phục của phiêu miễu các. Mà những người này vừa tiến đến, lập tức xông về các ngõ ngách của Mao Lư biệt viện, rõ ràng cho thấy muốn ngay lập tức khống chế biệt viện này. Người tới cất giọng hỏi hờ hững, nàng chính là tề kinh hồng nương quản phương nghi đúng không? Quản phương nghi lòng mang thấp thỏm, mặt ngoài cố gắng chấn định. Là ta, phiêu miễu các công khai làm việc, không ăn mặc như các người. Chư vị đột nhiên tới chơi, sao ta cảm giác có chút kỳ hoặc, sao có thể xác định các ngươi là người của Phiêu Miếu các chứ? Sẽ chứng minh cho ngươi thấy." Phía sau truyền đến thanh âm, Nguyên Phi đội mạng che chân thành đi tới, ngữ khí kiêu căng. Thấy người tới bên cạnh chấp tay hành lễ, quản phương Nghi lập tức xoay người nhìn lại, nhìn ra người đến là nữ nhân. Nguyên Phi tới gần, ngạo nghễ nói: "Tề Kinh Hồng nương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghe nói nơi này là ngươi làm chủ, lập tức truyền lời xuống." biệt viện trên dưới mọi người đều giữ yên vị trí tiếp nhận kiểm tra, bất kỳ người nào cũng không được vọng động, người trái lệnh chết. Trong đầu của quản phương nghi nhanh chóng phản ứng, đang suy tư đối sách, nghe thấy lời ấy, lập tức biết thời biết thế nói. "Được, ta cũng nên đi an bài, cô là muốn nhân cơ hội mật báo tin tức." Ai ngờ nàng vừa mới xoay người, một bàn tay của nguyên phi đã ấn tại đầu vai của cô. Chút chuyện nhỏ này, không cần chủ nhà tự mình chân chạy, truyền lệnh xuống là được. Nguyên Phi nói xong hất cằm với hứa lão lục bên cạnh, ra hiệu hứa lão lục đi làm là được. Trong lòng quản phương nghi lo âu, bây giờ muốn mật hiệu với hứa lão lục cũng không được, nàng ta đang do dự, nghĩ xem có cần trở mặt gây ra một chút động tính, tiện kinh động đám người như hữu đạo hay không. Còn không đợi nàng đưa ra quyết định, Nguyên Phi bất ngờ ra tay, lập tức hạ mấy chỉ trên người nàng, đã phong ấn tu vi của nàng lại, làm quản phương nghi trở tay không kịp. Nguyên Phi tiếp đó nói với người đi theo bên cạnh, hai người các người đi cùng ông ta, lập tức có hai người đi tới bên cạnh hứa lão lục, đẩy ông ta một cái. Hứa lão lục không biết rõ chuyện gì xảy ra, lại chưa được thụ ý, đối mặt người của phiêu miếu các không dám không nghe theo, không làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bước đi. Nguyên phi tiếp đó lại giòn tiếng hạ lệnh, lục soát, cẩn thận lục soát, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Phát hiện bất kỳ khả nghi, lập tức khống chế báo lên trên. Rõ, một số người lúc này lĩnh mệnh mà đi, triển khai tìm tòi đối với Mao Lư Biệt Viện. Đây cũng không phải trò đùa, đây chính là thánh tôn của Đại Nguyên Thánh Địa Pháp Giá đích thân tới. Nguyên Sắc muốn đặt chân ở chỗ này, nhất định phải tiến hành loại bỏ tai họa ngầm có thể tồn tại ở nơi này, mới có thể khiến cho hắn yên tâm vào ở. Một khi Nguyên Sắc vào ở, mọi người nơi này đều phải hạ lệnh cấm khẩu, bất kỳ người nào cũng không được tiết lộ tin tức Nguyên Sắc ở chỗ này, cũng không cho tiết lộ đám người bọn họ đi tới. Mắt thấy biệt viện bị lục soát, trong lòng quản phương nghi như có lửa đốt. Lối vào dưới đất của mật đạo nhiều nhất có thể giấu được người bình thường, làm gì có thể chịu đựng được thi pháp lục soát của tu sĩ, cha một cái nhất định phải lộ tẩy. Tại sao có thể như vậy? Nàng ta có chút không nghĩ ra, thật chẳng lẽ phải bại lộ sao? Các người rốt cuộc là ai? Ngữ khí của quản phương nghi hiện lên lạnh lùng, muốn tìm viện cớ phát tác, để chấn động tới phản ứng của đám người mau lư biệt viện, động tĩnh vừa lên, tiện thể kinh động tới đám người như hữu đạo. Cô đưa ra quyết định này không dễ dàng, Đối phương nếu thật sự là người của Phiêu Miếu Các, một khi chọc giận đối phương, nàng hiện tại ngay cả đường sống phản kháng cũng không có, không làm được phải bỏ mệnh. Chương 2136, tình huống khẩn cấp 2. Mà đối phương dám ban ngày ban mặt đẩy chiêu bài của Phiêu Miếu Các xông vào bốn phía, thân phận sẽ không giả. Thường thường cũng không ai dám giả mạo người của Phiêu miễu như vậy. Nếu như vì phát hiện cái gì mà đến lục soát, dùng thân phận của Phiêu Miếu Các lại càng không có vấn đề. Hay nói cách khác, nàng ta đưa ra quyết định này, đã cắn răng làm xong chuẩn bị hy sinh bản thân mình. Không phải là nàng có bao nhiêu vĩ đại, mà là đám người nghiêu hiếu đạo một khi thật sự bại lộ, nàng cũng như cũ không có kết quả gì tốt, nghĩ lại cân lường phía dưới, trái phải hai bên đều như vậy, không thể không làm ra lựa chọn khó khăn này. Ai ngờ phản ứng của Nguyên Phi còn nhanh hơn, thuận tay một chỉ điểm trên người nàng. Tại chỗ làm nàng ngay cả lời cũng nói không ra. Nguyên Phi thuận tay gảy một cái, đẩy quản phương nghi ra một bên, lập tức có người tiến lên kiềm chế nàng vào trong quản phương nghi âm thầm kêu khổ mắt thấy người xông vào bốn phía lục xoát khắp nơi nàng lại không thể làm gì chỉ có thể là gửi hy vọng vào chính đám người như hữu đạo cô biết rõ dựa vào thực lực của đám người như hữu đạo có vân cơ ở đấy cho dù người của phiêu miếu các đến rồi cũng không nhất định có thể bắt lại đạo gia bọn họ chỉ cần đạo gia chạy thoát dựa khả năng của đạo gia nói không chừng còn có biện pháp cứu nàng cùng người khác trong xe ngựa ngoài biệt viện nguyên sắc ung dung nửa nằm hắn không nóng nảy chờ sau khi người bên dưới quét sạch trong đó lại đi vào lộ diện cũng không muộn thật xa đích đến rồi cũng không vội vàng ở nơi này một chốc không ngoài quản phương nghi đoán vài tên xông vào chỗ ở của nàng lục soát quả nhiên phát hiện cửa vào của mật đạo chỉ có điều lại không biết cách khai mở thật ra nếu bọn họ kiên nhẫn thi pháp dò xét một chút không khó tìm được phương thức mở ra nhưng mà ba người này không sợ hãi ngược lại cũng không muốn mất công lười mất thời gian không ngờ lại trực tiếp ầm một tiếng đánh ngăn tủ dùng để che giấu lối vào từ tiện xông vào một tiếng vang này kinh hãi người trong mật thất đua nhau quay đầu lại như hữu đạo và lữ vô song đang nói chuyện lập tức dừng lại như hữu đạo nằm ngồi lại trong nháy mắt ngồi thẳng người ánh mắt lóe lên dưới đất an tính đạo âm trong địa đạo có hiệu quả không tệ cho dù cách một mặt vách tường người bên trong cũng nghe rõ ràng phân cơ quay đầu lại nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền đến là bên phía hồng nương ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Dừng lại, Nghiêu hữu Đạo đã đứng lên, tính cảnh giác của hắn rất cao. Rút lui, lập tức rút lui, Vân Cơ kinh ngạc, Lữ Vô Song đi theo sắc mặt ngưng trọng, lời nói nhanh chóng mà dồn dập. Hồng Nương làm ra động tĩnh này không bình thường, có thể là người ngoài. Phía ngoài đều là người của chúng ta, Hồng Nương không thể để cho người ngoài tự tiện xông vào, không có cảnh báo, nhưng mà có thể đã xảy ra chuyện, chúng ta không thể cùng người tới đối mặt, nếu không đám người hồng nương càng thêm nguy hiểm. Sự phản ứng của Nghiêu Hữu Đạo chính là ý tứ này, nghe vậy không khỏi nhìn nàng một cái. Vân cơ còn nghi ngờ, có lẽ là hồng nương trong lúc vô ý đụng phải, Lữ Vô Song đè nặng thanh âm cấp tốc nói ra, nếu như hành vi trong lúc vô ý, coi như là một trận sợ bóng sợ gió, hiện tại không thể mạo hiểm. Cô nói xong quay đầu nói với Nghiêu Hữu Đạo, nếu có thay đổi, trừ phi hồng nương bán rẻ chúng ta, không phải mật đạo trong mật đạo sẽ không dễ dàng bại lộ. Hồng Nương vừa mới ra ngoài, muốn bán đứng mọi người cũng nhanh như vậy. Bọn họ tra được cái này còn cần một quãng thời gian, lập tức dọn dẹp, có thể sẽ bại lộ. Ta đi thông báo hầu tử đến đây hội họp, cô dứt lời nhanh chóng chạy, như hữu đạo xác nhận, nàng ta nói không sai, lập tức dọn dẹp, hắn nói dứt lời xoay người, ngay lập tức tháo bản đồ của thánh cảnh trên tường, một số tin tức tình báo cũng đồng loạt nhanh chóng thu lại. Viên cương chạy tới từ một cái mật đạo khác lưng đeo tam hống đao, trên tay ôm cái dương lớn, bên trong đều là các loại tình báo tin tức tạm thời giữ để điều tra làm rõ. Viên cương thấy Lữ Vô Song chạy tới, không đợi nàng lên tiếng, đột nhiên một phen nắm lấy cổ nàng, phòng ngừa nàng phát ra tiếng, lập tức kéo đi. Người tới rồi, rút lui, hắn cũng nghe đến tiếng vang, tốc độ phản ứng dự đoán nguy hiểm không chậm, chưa được thông báo đã lập tức liền đi trước thu thập đồ đạc chạy đến. Lữ Vô Song bị hắn bấu quá mạnh, chừng mắt vùng vẫy, dùng sức tách tay hắn ra, nhưng khí lực không đủ, tách không ra được. Nghiêu hữu đạo thấy hai người tới mật thất, thấy động tác kéo người của viên cương, hắn cau mày. Hầu tử, người làm gì vậy? Viên cương buông lỏng lữ vô song ra, không giải thích hành vi của mình, thấy túi đồ của nghiêu hữu đạo dọn dẹp, hiểu được đạo gia cũng kịp phản ứng. Rút lui đi, hai tay của lữ vô song che miệng, ho khan vài tiếng mới bước tới chậm rãi. Nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm về phía lữ vô song, nàng thu dọn xong đồ vật trong phòng chưa? Viên cương nói tiếp, bên phía nàng ấy, ta vẫn chăm chú nhìn, không có gì bại lộ. Lữ vô song bỗng nhiên quay đầu lại, nghe hiểu, vị này mặc dù cùng mình chung sống một phòng, trên thực tế luôn luôn theo dõi mình. Hơn nữa động tác của viên cương vừa rồi thiếu chút nữa một phen bóp chết nàng, lữ vô song quay đầu nhìn sang một bên, lại vô hình đỏ cả vành mắt, trên mặt lại không biểu tình gì. Nghiêu Hữu đạo nhìn phản ứng của hai người, lòng có cảm giác, không nói nhiều, hiện tại cũng không phải thời điểm dài dòng, liền hô một chữ. Đi, Vân Cơ lúc này mang theo mấy người chui xuống đất mà đi. Trong không gian dưới đất bỏ chạy, Nghiêu Hiếu Đạo cầm trong tay Dạ Minh Châu thỉnh thoảng nhìn về phía Lữ Vô Song, phát hiện nàng một mực quay đầu nhìn một bên, Thủy Trung không nhìn viên cương một cái. Còn ba người phát hiện mật đạo, thời khắc họ đi vào mật đạo cảnh giác đi về phía trước, một người đã rút lui trước, đi mật báo tin tức. Báo, phát hiện được một mật đạo phía sau nhà, nghe được tiếng bẩm báo, quản phương nghi không mở miệng được lập tức căng thẳng trong lòng trái tim nhảy đến tận cuống họng mật đạo giọng điệu của nguyên phi thay đổi hắn quay đầu nhìn quản phương nghi sau đó đi về phía trước dẫn đường ta muốn xem người đến báo đi trước dẫn đường đồng thời cũng có mấy người đi theo nguyên phi một đám người đến lối vào của mật đạo có người thả nguyệt điệp ra chiếu sáng sau đó lục tục đi vào những người khác cũng bước vào trong đợi đến lúc gặp người bên dưới một nhóm người khác đã xuất hiện ở gian phòng khác ở bên trong nguyên phi bước ra khỏi phòng nhìn phát hiện bên trong mao lư sơn trang cũng đang có một nhóm người đang lục soát đây cũng là chuyện đã dự đoán trước được độ dài mật đạo không lớn nguyên phi bỗng nhiên nói đi hỏi một chút hai gian phòng bên trong là ai ở vâng lập tức có người đi hỏi không bao lâu lại có người nhanh chóng báo lại đã hỏi là nơi ở của hồng nương tề kinh và vân cơ độ vân sơn các nàng sao nguyên phi ngừng lại bỗng xoay người quay trở lại trong mật đạo nhìn chằm chằm Đường ngắn như vậy, ra khỏi cửa vài bước là đã đến, vì sao hai nữ nhân đó lại phải ở trong mật đạo không ánh sáng chứ, còn đào địa đạo rộng như vậy. Người đâu, gọi thêm mấy người nữa đi vào, điều tra rõ cái địa đạo này cho ta, kiểm tra cẩn thận một chút. Vâng, lập tức có người lĩnh mệnh chui vào trong mật đạo, như đã nói, khoảng cách giữa mật đạo không rộng, một lúc dùng mười mấy người kiểm tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Kết quả vừa ra, lập tức có người chạy ra khỏi mật đạo, bẩm báo. Báo trong địa đạo phát hiện một mật thất có diện tích không nhỏ. Quả nhiên có trò bên trong, Nguyên Phi không nói thêm lời nào, quay người bước vào địa đạo, ở giữa có một vách tường xoay ra, chính là lối ra vào mật thất bí mật. chương 2137, không làm rõ tình hình. Sau khi bước vào, hắn phát hiện bên trong có một hành lang, nối liền với mấy căn phòng hai bên, bên trong mỗi phòng có một số vật dùng hàng ngày lộn xộn là do những người đến trước lục lung lên. Mật thất của Nghiêu Hữu Đạo rõ ràng chính là trung tâm của toàn bộ địa đạo, từ những vật trưng bày có thể nhìn ra được nguyên phi đang đứng ở chỗ này nhìn xung quanh kết quả lục soát cũng nhanh chóng có không phát hiện người nào cũng không có mật thất hay thông đạo nào khác chỉ có năm gian phòng từ những vật dụng hàng ngày có thể thấy được dường như có hai nam ba nữ ở lại chỗ này nguyên phi lạnh nhạt nói dẫn tề kinh hồng nương đến đây lập tức có người lính mệnh rời đi vội vàng chạy đến tiền việt dẫn quản phương nghi xuống bên dưới bây giờ quản phương nghi đã hoàn toàn bình tĩnh lại vì lâu như vậy rồi mà vẫn không nghe được tiếng động đánh nhau mà đám người đạo gia không phải là người bó tay chờ chết đi vào mật thất nhìn thấy bầy trí bên trong đặc biệt là mấy địa đồ trung thánh cảnh đã không còn trong lòng nàng lập tức hiểu được chạy rồi đám người đạo gia đã chạy thoát rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi nàng cũng âm thầm cảm thán đạo gia đúng là đạo gia ngay cả khi không có ai mật báo cũng không bị bắt được nguyên phi giải á huyệt cho nàng nói mấy gian phòng này là gì ngươi giải thích một chút đi quản phương nghi nói đây là nơi bí mật để thương nghị chuyện quan trọng nguyên phi nói những ai sẽ đến đây quản phương nghi đáp không cố định người nào còn cần phải nhìn là chuyện gì các thế lực trên thiên hạ này ai chẳng có căn cứ bí mật để bàn bạc chuyện quan trọng chứ mà các ngươi là người của thế lực nào theo ta được biết phiêu miểu các không dễ dàng can thiệp vào chuyện của các thế lực khác nguyên phi không quan tâm đến chuyện này ta hỏi cái gì tốt nhất là ngươi trung thực trả lời cái đó nếu không thì ngươi xong rồi con xả yêu trên độ vân sơn đâu rồi, vì sao phòng nàng ta lại không còn một bóng người. Quân phương Nhi im lặng, bí mật quan sát tình hình trong mật thất, trong lòng cẩn trọng, trả lời. Đi độ vân sơn rồi, Nguyên Phi hỏi, đi bao giờ, lúc nào nàng quay về. Quản phương nghi nói, vừa đi ngày hôm qua, còn ngày về thì phải xem tình huống bên độ vân sơn đã. Mặc kệ hỏi thế nào, nàng đều có thể khéo léo trả lời, sau đó nàng dần dần phát hiện chuyện gì đó, những người này hình như còn chưa biết rõ chuyện, vì đối phương còn chưa có phương hướng cụ thể để điều tra, lục soát khắp nơi xong cũng không biết đạo gia từng ở đây. Điều này cũng làm cho Hồng Nương thấy kỳ lạ, nếu như còn chưa biết chuyện gì, vì sao lại phải chạy đến đây lục soát chứ? Sau đó, nàng nhìn thấy cửa hông biệt viện nhà tranh được mở ra, một chiếc xe ngựa đi vào, một tên béo nhìn rất phúc hậu dễ gần bước xuống xe. Tất cả mọi người trong phiêu miểu các đều rất cung kính khi nhìn thấy tên béo kia, thậm chí lộ ra cả sự sợ hãi. Một đám người trong phiêu miểu các đều gọi tên béo là tiên sinh, mà lại gọi nữ nhân đội xa lạp kia là cô cô. Sau đó có người dẫn trưởng quỹ tiền trang phủ Nam Châu đến, để người đó gặp mặt quản phương nghi, mục đích là nói cho hắn biết không cần phải nghi ngờ thân phận của bọn họ, đều là người của phiêu miểu các hết, để cho quản phương nghi phối hợp làm việc. Ở trên núi ngoại thành, viên cương đang canh gác ở xung quanh đỉnh núi, vân cơ thì đi làm việc của hắn. Nhìn vị trí viên cương ẩn nấp, nghiêu hữu đạo quay người nhìn lữ vô song đang ngồi trên tảng đá bên khe suối chợt hỏi ở chung với hầu tử đã quen chưa lữ vô song nhìn chằm chằm dòng suối không quay đầu lại nói ngươi cảm thấy có thể quen được sao ta chạy đi báo tin cho hắn còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị hắn bóp chặt cổ trực tiếp kéo đến trước mặt các ngươi ta dám cam đoan nếu như ta dám kêu to một tiếng hắn sẽ vặn đứt cái cổ của ta ngay không hề do dự chút nào nghiêu hữu đạo nói Bây giờ hắn không thể xuất hiện trong sơn trang, trước đây lúc hắn còn có thể lộ mặt, ngoại trừ ta ra, trong sơn trang ngay cả hồng nương hay vân cơ đều bị hắn giám sát chặt chẽ. Điều này không liên quan đến sự tin tưởng lẫn nhau, cũng chẳng phải hắn là người thích nghi ngờ, mà là những chuyện trong phận sự của hắn, hắn đều cố gắng làm tốt hết. Lữ Vô Song quay đầu lại, "Không cần phải giải thích với ta, ta hiểu được, hắn không tin ta cũng là chuyện thường." Nhưng bỗng nhiên bị hắn đối xử như vậy, tâm trạng của ta có chút không khống chế được làm ngươi chê cười rồi. Như hữu đạo nở nụ cười, cũng là chuyện tốt, ít nhất lúc đó ngươi không giống như vô song thánh tôn, càng giống một nữ nhân hoạt bát hơn. Bên ngoài núi có người đến, một bóng người nhảy xuống cạnh hai người, đó là Vân Cơ. Như hữu đạo lập tức xoay người hỏi, vào thành hỏi được gì rồi? Vân Cơ nói, từ cửa đi vào, thủ vệ đều là người của chúng ta, nhìn giống như không có gì khác thường, nhưng người bên trong lại không phải người của chúng ta. Người ngoài sao? xem ra là có chuyện rồi thủ vệ vẫn là người của chúng ta vậy mà bên trong lại là người ngoài nghiêu hữu đạo nhíu mày hắn không hiểu rõ tình hình này nói thầm chuyện gì xảy ra vậy lữ vô song đứng bên cạnh bỗng nhiên nói có dấu vết đánh nhau không vân cơ nói không có lữ vô song nói lúc chúng ta rời đi dường như chẳng gây ra động tĩnh gì nếu thật sự có người xông vào vì sao hồng nương lại không có cơ hội báo cảnh còn làm cho cả sơn trang đều yên tĩnh đến thế trong sơn trang có nhiều người canh gác, mà ban ngày có người xông vào lại không có ai phát hiện, cũng không thể không có khả năng là tất cả mọi người đều bị khống chế cùng lúc. như hữu đạo nhíu mày, người hoài nghi người phiêu miểu các, lữ vô song khẽ gật đầu, mọi người xung quanh đều lặng im. Vân cơ nói, chúng ta phải đi vội, kim sĩ phụ trách liên lạc việc bí mật cũng không kịp đưa đến, ta có nên lẻn vào xem không? Hay là ta đi sang bên vương phủ nhìn một chút? như hữu đạo nói, bây giờ không phải lúc thể hiện sự to gan lớn mật đâu chúng ta không rõ tình hình thế nào cũng không biết người được sắp xếp ra sao hơn nữa gợn sóng pháp lực lúc người tiếp cận mặt đất rất dễ bị phát hiện chúng ta nên cẩn thận thêm một chút thì hơn như vậy đi người cải trang đi vào thành đi phong lâm sơn hỏa tìm như sơn hắn chính là người phụ trách phòng thủ trong thành người mượn lý do bẩm báo tình hình cho hắn để lẻn vào vương phủ xem thử trong vương phủ có gì khác thường hay không sau đó để như sơn đi tìm lam nhược đình nhờ hắn đi đến sơn trang xem có chuyện gì xảy ra Nhớ kỹ, nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức đưa Ngân Nhi rời đi, làm hôn mê rồi đưa đi. Mà bây giờ, Ngân Nhi và quận chúa đều đang ở bên học đường, đừng quên nhắn với quận chúa chuyện này. Chỉ cần đảm bảo Ngân Nhi còn an toàn, vậy thì tình hình sẽ không xấu đi, tạm thời những người khác không có nguy hiểm đến tính mạng, đối phương cũng sẽ không ra lệnh giết chết hồng nương, chúng ta cũng có thể mở ra kế hoạch giải cứu người. Được, Vân Cơ gật đầu đáp lại, nhanh chóng rời đi, nàng có thể dễ dàng ra vào thành mao lư sơn trang trong phòng bếp một đám hòa thượng nam sơn tự đang bận rộn việc bếp núc quản sự viên phương đứng một bên thỉnh thoảng nhìn về bên ngoài một chút hắn có chút tò mò không biết vì sao người phiêu miểu các lại chạy đến đây mà bây giờ còn chưa đến giờ cơm lại bắt bọn hắn xuống bếp làm một bữa tiệc làm cái quỷ gì vậy bên trong chính đường ngũ lương sơn không có người ngoài chỉ có hai người nguyên phi và công tôn bố nói nhiều như vậy công tôn bố cũng không biết đến cùng thì người này muốn hỏi cái gì mà đối phương lại mang mũ che đầu nên không thấy rõ mặt. Ngươi chính là trưởng môn Ngũ Lương Sơn, tên là gì?" Nguyên Phi bỗng lên tiếng hỏi. "Công Tôn Bố cung kính nói: "Công Tôn Bố, Nguyên Phi, ta không nhớ rõ tên, nhưng thân phận của ngươi thì ta nhớ đến, ngươi biết vì sao ta lại đến tìm ngươi không?" Chương 2138: Hữu Kinh vô hiểm 1. "Công Tôn Bố, ta không biết." Nguyên Phi đáp trả, "Ở trước mặt ta còn cần giả vờ ngớ ngẩn nữa sao? Ta nhắc nhở ngươi một chút." Bây giờ ngươi cũng biết rồi đấy, ta là người của phiểu Miêu Các." Trong lòng công tôn bố thấp thỏm, thử nói, "Xin nói rõ, nguyên phi nói, nói rõ, ngươi là người phiêu Miểu Các ta, còn cần ta nói rõ nữa sao?" Hắn đi đến trước mặt đối phương, "Ngươi quen thuộc với người trong Mao Lư Sơn Trang, từ bây giờ trở đi, ngươi phải nhớ kỹ, phải lợi dụng thân phận của mình theo dõi tất cả mọi việc trong Mao Lư Sơn Trang, nếu phát hiện chuyện gì kỳ lạ, lập tức báo cáo với ta." Trước cửa lớn Lam Nhược Đình chui lên xe ngựa, đợi đến lúc xe ngựa lăn bánh thì hắn mới nói nhỏ với Vân Cơ đang cải trang ở bên cạnh. Tình hình không ổn, thủ vệ ngoài cửa không cho ta đi vào, không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Vân Cơ nghe theo lời của Ngưu Hữu Đạo, liên lạc với Ngưu Sơn, nhưng Lam Nhược Đình không ở trong vương phủ, mà đi đến nha môn làm việc công, khó khăn lắm mới liên lạc được. Sau khi gặp Vân Cơ, Lam Nhược Đình không hề chần chừ, lập tức chạy về nhà tranh, không ngờ lại bị ngăn lại, ngay cả cửa cũng không cho vào vân cơ cũng không nói có chuyện gì nàng chỉ nói nhỏ làm phiền tiên sinh quay về vương phủ một chuyến nếu như phát hiện điều gì khác thường lập tức dùng xe ngựa này dẫn quận chúa và ngân nhi rời đi lam nhược đình gật đầu nhưng trong lòng đã ý thức được chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra nếu không thì sao hắn không được vào mao lư sơn trang nữa vị kia cũng không dám quay về trong lòng nhịn không được lo lắng không biết chuyện gì xảy ra cũng vì đi tìm lam nhược đình làm chậm trễ thời gian mà lúc này học sinh trong học đường cũng đã tan học, lúc này Thương Thục Thanh dắt Ngân Nhi cùng nhau đi về phía cửa sau Mao Lư Sơn Trang. Trong tay Thương Thục Thanh còn sách một cái rổ, bên trong là một số món đồ thủ công do học sinh trong học đường làm ra, đây là lễ vậy bọn họ tặng cho Quản Phương Nghi. Từ lúc Thương Thục Thanh xây dựng học đường đến nay, luôn tuyển những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mà những học sinh này đều nhận được sự giúp đỡ không nhỏ từ Quản Phương Nghi, ngay cả quần áo bọn họ mặc đều là do nàng tự tay mua sắm. Không có cách nào nữa, gia đình của một số học sinh thật sự quá nghèo khổ, có thể nói là dùng áo rách quần manh để mặc hàng ngày. Mặc dù nói là quản phương nghi nhìn mặt mũi của Thương Thục Thanh mới giúp đỡ, nhưng trong lòng các học sinh đều biết là quản phương nghi giúp đỡ họ hắn. Thiên hạ xảy ra chiến loạn, tình hình của Nam Châu dưới sự quản lý của Thương Triều Tông, khách quan mà nói thì cuộc sống dân chúng nơi khác cũng tạm được, nhưng trên đời còn có quá nhiều người nghèo khổ, người có cuộc sống khó khăn cũng nhiều không đếm hết. Quản Phương Nghi chẳng có cách nào giúp đỡ cho mỗi người trong Nam Châu. Mà dây xích liên quan từ trên xuống dưới thì lại liên lụy đến quá nhiều thứ, không phải là vấn đề một mình Quản Phương Nghi có thể giải quyết được, cho dù nện tiền vào cũng chẳng được gì, cần phải có quy mô lớn, nhưng nếu giúp đỡ mười mấy học sinh mà Thương Tục Thanh dạy học thì không có vấn đề, một chút lòng thành mà thôi. Vì muốn cho những học sinh này yên tâm đến trường, mà cũng muốn cho Thương Tục Thanh vui vẻ, cũng lo lắng cho sự an toàn của Thương Tục Thanh nên quản phương nghi điều tra hoàn cảnh gia đình của tất cả học sinh, sau đó nàng bỏ vốn giải quyết vấn đề sinh hoạt của những học sinh đó, bao gồm cả khám bệnh, thậm chó còn phái cả tu sĩ trực tiếp đi giúp đỡ chữa bệnh. Rất nhiều cuộc đời nghèo khó đều do bệnh tật tạo thành. Chính học sinh, thậm chí ngay cả người nhà đều rất biết ơn nàng, muốn đến tận nơi cảm ơn, nhưng ngay cả mặt mũi của quản phương nghi cũng chẳng gặp được, mà nàng cũng không muốn nhận sự biết ơn của những người trong thế tục, bởi vì điều này chẳng có ý nghĩa gì. Trong tình huống không thể báo đáp ân nhân, Thương Thục Thanh thông cảm với tâm trạng của học sinh trong lớp, cũng cảm thấy lễ vật bình thường thì nữ nhân trang điểm lộng lẫy như quản phương nghi chưa chắc đã quan tâm, hơn nữa lòng thành chính là thứ quan trọng hơn cả, nên nàng tổ chức một buổi làm thủ công cho các học sinh, để tỏ lòng biết ơn. Quản phương nghi không muốn nhận sự biết ơn gì đó, nhưng Thương Thục Thanh đã mở miệng, nên đành nhận lấy, đã nói là hôm nay đến lấy. Nhưng không biết vì lý do gì mà quản phương nghi lại lỡ hẹn, không đến học đường, vì thế nên Thương Thục Thanh tự mình đưa quả đến đây thật sự là vì lý do này cũng không có ý gì khác còn về phần một chút nhớ nhung trong lòng thì cũng không được vì nàng biết bây giờ mình không thể tùy thiện gặp mặt ngư hữu đạo được còn phần vì sao muốn dắt theo cả ngân nhi cũng là chuyện bình thường dù sao ngân nhi luôn đi theo nàng tính tình quá xấu không trông cũng không được đây cũng là điều mà ngư hữu đạo bên kia đã nói từ trước nhìn thấy hai vị này đến đây thủ vệ canh cửa nhìn nhau lập tức bước lên chắn đường chắp tay chào hỏi quận chúa dưới một gốc cây cách cửa ra vào không xa, có một người nhìn chầm chầm về phía bên này. Thương Thục Thanh mở miệng hỏi thăm, không thì có nhà không, tỏ vẻ mình đến tìm quản phương nghi. Hai người thủ vệ cũng biết bình thường quận chúa hay đến tìm quản phương nghi, nhưng mà có một số chuyện không thể nói ra được, đã nhận được lệnh từ trước, bây giờ không thể tiết lộ tình hình trong biệt viện nhà tranh ra ngoài được. Nếu không thì tất cả mọi người bên trong đều gấp nạn, phiêu miều các không hề nói đùa, sẽ có người chết thật đấy, thậm chí là chết rất nhiều người một người trong đó nói xin lỗi quận chúa xin lỗi đại tỷ có việc đi ra ngoài một chuyến rồi lúc nào trở về thương thục thanh hỏi lại một câu lại nhét cái rổ trong tay lên học sinh trong học đường muốn cảm ơn hồng tỷ nên tự tay làm quà cho tỷ ấy nếu như không ngại ta có thể vào biệt viện chờ tỷ ấy quay về đối phương lập tức cười nói quận chúa nếu không cứ thế này đi ngài giao đồ cho ta lúc nào đại tỷ quay về ta giúp ngài gửi cho tỷ ấy ngài thấy thế nào cái này Thương Thục Thanh hơi do dự, hay là đi gặp mặt Quản Phương Nhi, thuận tiện thay các học sinh cảm ơn nàng. Thấy mình bị ngăn lại không cho vào, Ngân Nhi đang ăn thì thấy không vui, lập tức mở miệng trách mắng. Tránh ra, người đứng dưới gốc cây trong nhà nghe được lời này, lập tức cảnh giác, chậm rãi đi ra. Thủ về canh cửa cũng rất khó xử, một người trong đó nói. Quận Chúa, nếu như ngài không yên lòng khi giao đồ cho chúng ta, vậy mời ngài đi về trước đi. Ngân Nhi bỗng nhiên mắng, người xấu, tránh ra nàng rất tức giận đôi mắt trợn tròn một tay còn thò vào trong bao sở lấy đồ ăn vặt đây là tay nải mà thương thục thanh cố ý may cho nàng chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt hơi giống với túi sách của học sinh trong học đường chỉ là đồ được đựng bên trong không giống với các học sinh khác làm cho những người đó cực kỳ hâm mộ ngân nhi không được vô lễ thương thục thanh nhanh chóng kéo ngân nhi trở lại thấy bị ngân cản ngân nhi bĩu môi không nói gì nữa nàng lấy đường đậu xào ra bắt đầu che miệng ăn Người đứng dưới cây đi đến, hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Thủ vệ lập tức trả lời: "Quận chúa đưa lễ vật do chính tay học sinh trong học đường làm ra, muốn tặng cho Hồng Nương, nhưng Hồng Nương lại không ở đây." Câu cuối cùng là muốn giúp cho Thương Thục Thanh không bị nghi ngờ, miễn cho bị cuốn vào chuyện này không đi được, nên hắn cố ý nói rằng quản phương nghi không ở đây. Người dưới cây ừ một tiếng, trực tiếp bước lên túm lấy cái rổ, nói: "Đưa cho ta đi, sau đó ta đưa giúp các ngươi." Ai ngờ vừa túm được rổ từ trong tay thương thục thanh ra, Ngân Nhi lập tức vươn tay cướp rổ, mắng chửi. Người xấu, hai người đồng thời cầm rổ, một bên chừng mắt kêu lên. Nó là của thanh thanh, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm, chương 2139, hữu kinh vô hiểm 2. Thủ về nóng lòng bước lên, vội nói, quận chúa, hôm nay không tiện, hay là ngài về trước đi. Thương thục thanh cũng nhìn ra có chuyện gì đó không thích hợp, nàng đã đi đến Mao Lư Sơn Trang một thời gian rất dài đã từng ở lại bên trong nên đều nhận biết được mọi người trong đó nhưng những người trước mặt này đều rất xa lạ mà thủ vệ lại e ngại bọn họ lúc này nàng kéo tay ngân nhi lại ngân nhi nghe lời không được vô lễ ngân nhi nghe lời nàng nói hư nhỏ một tiếng sau đó buông tay thương thục thanh lại nhận lỗi với đối phương tiên sinh chớ trách nhìn nàng không nhỏ nhưng thật ra nơi này giống với trẻ con nàng đưa tay chỉ vào đầu mình ra hiệu đầu óc của ngân nhi có vấn đề mong rằng tiên sinh không so đo với nàng. Đối phương suýt chút nữa đã nổi điên, nhưng cuối cùng nhịn được. Ngân Nhi coi như nghe nàng mà nói, hừ một tiếng, buông tay. Đầu óc của Ngân Nhi có vấn đề hay không, hắn không quan tâm, điều mà hắn lo lắng chính là thân phận của Thương Thục Thanh, nguyên sắc đến đây là điều bí mật, nếu như đụng phải quận chúa Thương Thục Thanh này thì dễ làm lớn chuyện. Có một vài thứ, nếu làm lớn chuyện lên, hắn không chịu nổi được. Nhận lại cái rổ, đưa tay ra hiệu với Thương Thục Thanh, mời ra về cho, khá là lịch sự. Thương Thục Thanh hơi cúi người chào, sau đó dắt tay Ngân Nhi trở về, nhà đầu này vẫn không cam tâm, quay đầu mắng một tiếng. Người xấu, các thành viên phiêu miểu các hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản ứng lại, sau đó quay người rời đi. Cửa vào học đường, Lam Nhược Đình đứng như người sau cánh cửa, thấy Thương Thục Thanh không thể đi vào Sơn Trang, bình yên quay về, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Hắn đến đây đã ý thức được có chuyện lớn xảy ra, trong Mao Lư Sơn Trang đã xảy ra chuyện gì đó, cũng lo lắng nếu thương thục thanh đi vào sẽ xảy ra chuyện mất hắn vừa mới đến lúc nãy ở vương phủ thì không thấy người nên lập tức chạy đến học đường kết quả vẫn chậm một bước cũng may là không có chuyện xấu xảy ra nên thấy thương thục thanh trở về hắn mới đi ra dùng giọng điệu bình thường gọi người quận chúa thương thục thanh nhìn lại thấy lam nhược đình hơi kỳ lạ ngoắc tay gọi lập tức dắt ngân nhi đi qua sau khi hai bên chào hỏi hành lễ xong thương thục thanh cau mày nói tiên sinh có phải trong sơn trang đã xảy ra chuyện rồi không lam nhược đình không nhiều lời thấp giọng nói quận chúa xin hãy để ngân nhi đi theo ta thương thục thanh ngạc nhiên sao cứ có cảm giác kỳ lạ nhưng mà vẫn làm theo lời hắn chỗ khúc quanh đường tắt một chiếc xe ngựa đang dừng ở đây lam nhược đình mời hai người lên xe sau đó chính mình cũng chui lên xe xe ngựa nhanh chóng rời khỏi khu vực này đi đến trên đường phố có nhiều người qua lại trong thành phát hiện chỉ có một cỗ xe thương thục thanh không nhịn được hỏi lại tiên sinh hôm nay không dẫn hộ vệ theo sao lam nhược đình xua tay ra hiệu tạm thời không cần nhiều lời thương thục thanh càng nghi ngờ hơn xe ngựa đi đến một chỗ vắng vẻ rồi ngừng lại vân cơ đã đợi ở đó từ trước lập tức chui lên xe nhỏ giọng chào hỏi quận chúa là ta thương thục thanh kinh ngạc vân đại tỷ vân cơ nhân cơ hội nhét đồ vật vào trong miệng ngân nhi nàng túm lấy gáy đứa nhỏ ngân nhi lập tức hôn mì ngã xuống ngực vân cơ ngươi muốn làm gì thương thục thanh giật mình Vân Cơ nói, quận chúa không cần lo lắng, Ngân Nhi không hiểu chuyện, sợ là sẽ gây phiền toái cho vương phủ, ta phụng mệnh đến đây đưa nàng đi trốn một thời gian, không có chuyện gì cả. Một câu, phụng mệnh, này, Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình đều hiểu được đây là ý của Ngưu Hữu Đạo. Thương Thục Thanh ôm cánh tay của nàng, lo lắng nói. Vân Đại Tỷ, bình thường ta vào Mao Lư Sơn Trăng thì chưa bao giờ bị ngăn cản, nhưng hình như hôm nay bên đó có chuyện gì đó, ở bên trong có người xa lạ, không biết có chuyện gì xảy ra vân cơ hơi kinh hãi ngươi đến sơn trang vừa rồi học sinh tan học ta có đi qua một chút thương thục thanh nói ra mọi chuyện vân cơ nghe thì cảm thấy lo lắng nàng sợ sẽ gặp chuyện gì đó không ngờ người này lại dẫn ngân nhi qua đó may mà hữu kinh vô hiểm xem ra đạo gia vội vàng muốn đưa ngân nhi đi cũng là có dự tính từ trước thở phào nhẹ nhõm một hơi nàng lắc đầu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra sắc mặt của lam nhược đình ngưng trọng nói vân sơn chủ mong rằng ngài nói cho chúng ta biết mọi chuyện để bên vương phủ còn có thể chuẩn bị trước. Vân cơ nói, ta không biết chuyện gì xảy ra, mọi thứ thay đổi quá nhanh, lại rất kỳ quặc, chúng ta cũng không rõ được, nên trước đó mới không báo cho tiên sinh. Cũng vì không biết chuyện gì xảy ra, nên không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nếu tiên sinh còn lo lắng, vậy thì mong rằng tiên sinh và quận chúa phải nhớ kỹ, mọi chuyện bên vương phủ phải như bình thường, không thể đánh cỏ động rắn. Bên chúng ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp kiểm soát tình hình, nếu như xác minh được, sẽ liên lạc cho hai người đầu tiên. Lam Nhược Đình nghĩ ngợi rồi gật đầu, được, ta đã hiểu, người yên tâm, Thương Thục Thanh rất muốn hỏi đạo gia có sao không, nhưng bây giờ có Lam Nhược Đình nên không tiện hỏi nhiều, đành phải hỏi một câu. Vân Đại Tỷ muốn dẫn Ngân Nhi đi đầu, Vân Cơ nói, đừng hỏi nhiều, cũng không cần suy nghĩ gì, xem như không biết gì cả. Ngân Nhi mất tích, mong rằng Lam Tiên Sinh và Quận Chúa nghĩ ra một lý do thích hợp, miễn cho người khác nghi ngờ. Ngoài thành còn có người đợi tin của ta, ta không tiện ở lại lâu, tạm biệt. Nói xong lập tức ôm Ngân Nhi chui vào xe ngựa, thương thục thanh vén màn cửa lên, phát hiện vân cơ ôm một người lắc mình biến mất ở trên, không khỏi kinh ngạc ngây người. Nàng phát hiện mình giống như một phế vật vô dụng, chuyện gì cũng không giúp được. Quận chúa, có lúc chúng ta khó tránh khỏi mưa gió. Lam Nhược Đình an ủi một câu, sau đó đưa tay gõ gõ cửa xe, xe ngựa lần nữa lăn bánh. Công tôn bố đang đứng bên cạnh Nguyên Phi, có người đi đến đưa một cái rổ cho công tôn bố, hắn lật xem những đồ vật ở bên trong một lượt, không hiểu chuyện gì, nên đưa mắt nhìn đối phương. Nguyên Phi nói, là của vị quận chúa kia đưa đến, nói là lễ vật của các học sinh tặng cho quản phương nghi. Nhưng tề kinh hồng nương lại nhận những thứ này sao? Vì sao ta lại thấy có chút không bình thường chứ? Ngươi là người hiểu rõ chỗ này, trong đó có vấn đề không thì có lẽ ngươi có thể nhìn ra được. Hiểu rõ lai lục những đồ vật trong rổ, công tôn bố cũng đại khái hiểu được chuyện này. Nhìn qua thì có vấn đề, nhưng thật ra chẳng có gì hết. Cô cô có điều không biết, quản phương nghi này giúp đỡ những học sinh trong học đường không ít. Hắn nói lại tình huống một cách tóm tắt, Nguyên Phi nghe xong mới hiểu, thì ra là như vậy, bây giờ mới yên lòng lại. Công Tôn Bố thỉnh thoảng dương mắt quan sát, phát hiện trong một nhóm người của Phiêu Miểu Các, hình như có một vị luôn không chịu lộ mặt ra. Nơi này chính là chính đường thiên thất của Sơn Trang, nhưng bây giờ trong chính đường, mùi rượu thịt thơm ngào ngạt bay lên. Một bàn rượu thịt phong phú, nguyên sắc hưởng thụ đến mức quên cả trời đất mùi vị tươi đẹp làm cho khẩu vị của hắn càng mở rộng thêm hưởng thụ thỏa mãn hắn dùng một chiếc khăn trắng lau miệng nhìn thấy nguyên phi đi ra khỏi thiên thất vui tươi hớn hở nói đúng là danh bất hư truyền thật xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ vị cũng không uổng nguyên phi nhìn đồ ăn thừa trên bàn nói ngài thích là được rồi dục vọng ăn uống không ai có ngoại lệ thật hổ thẹn nguyên sắc vỗ bụng lớn cười ha ha ngoài miệng hắn nói vậy nhưng trên mặt đều là sự hưởng thụ sau đó giống như chợt nhớ đến điều gì, hỏi. Trước đây hình như nghe nói đầu bếp trong sơn trang này đều là hòa thượng. Nguyên Phi đáp, đúng, trước đó ta đã tận mắt nhìn thấy, chính xác là một đám hòa thượng, là người năm xưa nghiêu hữu đạo thu dưỡng, chuyên môn phục vụ việc ăn uống cho hắn. chương 2140, trèo lên cành cao. Ánh mắt Nguyên sắc nhìn lại bàn ăn, chập chập nói. Một đám hòa thượng lại có thể làm ra món ăn mặn đầy bàn, bên cạnh còn nuôi một đám hòa thượng hầu hạ, tươi mới, như hữu đạo này thật là biết hưởng thụ. Sao trước đây ta không nghĩ đến nhỉ? Nguyên Phi lạnh nhạt nói, bên ngài nuôi một đám mỹ nhân hầu hạ, còn biết hưởng thụ hơn cả hắn. Một nhiêu hữu đạo thôi, còn kém xa so với tiên sinh. Ha ha, Nguyên xác nhận cái nổi này, hỏi, hòa thượng chủ sự là ai? Nguyên Phi nói, là một con hùng yêu kim vương hùng hiếm thấy, nói là chủ trì nam sơn tự gì đó, pháp danh viên phương. Nguyên sắc nói, dẫn đến đây, hắn đã mở miệng, chỉ một lúc sau viên phương đã bị kêu đến từ lúc đi vào thì hắn đều cúi người ngọt ngào gọi tiên sinh cô cô theo những người khác nguyên sắc thấy yêu hòa thượng này thì có cảm giác vui mừng hắn có vẻ bên ngoài như một cao tăng đắc đạo nhưng lại có đức hạnh khom lưng cúi đầu phong cách vặn vẹo nhìn thế nào cũng thấy buồn cười không nhịn được vui vẻ nói một câu xem ra nhân gian có nhiều việc thú vị thật viên phương người có muốn đi thánh cảnh không thánh cảnh viên phương sướng sờ sau đó bỗng nhiên lắc đầu như lắc trống không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Nguyên sắc nói, không cần sợ, ta nói người có thể đến thánh cảnh thì có thể đến, không sao cả. Viên phương hỏi dò, đi thánh cảnh làm gì? Tất nhiên là làm nghề cũ của ngươi. Nguyên sắc giơ tay lên chỉ bát đĩa trên bàn. Ây, viên phương lắc đầu, nghiêm túc chắp tay trước ngực nói. Cảm ơn tiên sinh cân nhắc, nhưng nghề cũ của bần tăng là tụng kinh lễ Phật. Nguyên sắc cười tủm tỉm, ngươi nói như vậy là không nể mặt ta rồi trong thiên hạ này không có nhiều người không nể mặt ta đâu không phải viên phương không nể mặt hắn mà là không muốn đi hắn có ước mơ muốn thực hiện không có hứng thú với thánh cảnh chút nào nên cẩn thận nhắc nhở đối phương theo bần tăng được biết phiêu miểu các không dễ dàng quấy nhiễu chuyện của nơi khác nếu tiên sinh làm như vậy sẽ không hợp với quy củ quy củ nguyên sắc vui vẻ giống như một nhân vật nhỏ lại dám nói đến quy củ với hắn nguyên phi nhớ ra cái gì đó cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ căn cứ vào như thế một tiểu nhân vật lại dám cùng hắn nói chuyện gì quy củ nguyên phi nhớ ra cái gì đó cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ căn cứ vào tình báo ở nơi này ghi lại bọn hòa thượng này có một mơ ước đó là xây dựng lại nam sơn tự muốn phát dương quang đại nam sơn tự cực kỳ cố chấp lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này nghe nói bọn họ chạy trốn nhiều lần nhưng đều bị như hữu đạo đánh trở về mỗi lần mao Lư sơn trang gặp chuyện đám hòa thượng này đều muốn chạy trốn lần cuối cùng là ở tử kim động biết được nghiêu hữu đạo đã chết hắn muốn dẫn theo các hòa thường kiếm đường đi khác kết quả suýt chút nữa bị viên cương đánh chết nuôi thật lâu mới sống lại đúng rồi nghe nói con hùng yêu này còn rất tham tài rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nguyên sắc cười ha ha nhìn viên phương hỏi ngươi muốn trùng kiến nam sơn tự viên phương nghi ngờ không biết hai người nói thầm cái gì thử trả lời vâng nguyên sắc nói vậy thì đi thánh cảnh xây đi đến đại nguyên thánh địa ta sẽ nói cho người khác xây cho người một chùa miếu lớn nhất trong thiên hạ. Viên phương ngạc nhiên, đại nguyên thánh địa, nguyên sắc cười tươi chân thành, đã nói đến nước này, người có thể làm chủ được đại nguyên thánh địa, người còn không biết ta là ai sao. Nguyên phi cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ vị này vậy mà nói ra thân phận của mình. Bỗng nhiên viên phương hiểu được cái gì, hắn kinh hãi, khó có thể tin được, ngay cả chân đều run run, giọng nói rung động. Ngài, chẳng lẽ ngài là đại nguyên thánh tôn? Nguyên sắc cười ha ha nói, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo bản tôn hay sao? Trong lòng viên phương cực kỳ chấn động, không ngờ rằng có ngày mình có thể nói chuyện với nhân vật lớn như vậy, vì vậy hắn lắp ba lắp bắp, luống cuồng đến mức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống nói. Tiểu tăng bái kiến thánh tôn, Nguyên sắc nói, ở một sơn trang nho nhỏ đúng là uổng phí nhân tài. Nếu ngươi muốn cất rượu, muốn xuống bếp, hay muốn tụng kinh, đại nguyên thánh địa đều cung cấp đủ hết, thậm chí còn xây cho ngươi một ngôi chùa miếu thật to. Tiền không phải là vấn đề, người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sau này ẩm thực của toàn bộ Đại Nguyên Thánh Địa đều giao cho người trưởng quản, chỉ với thân phận này, sau này người có thể đi ngang cả thiên hạ, không ai dám đánh ngươi Viên Phương, cứ quyết định như vậy đi, người theo ta về Đại Nguyên Thánh Địa. Viên Phương mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, xây một nam sơn tự thật lớn. Còn xây nam sơn tự ở Đại Nguyên Thánh Địa, được trưởng quản toàn bộ ẩm thực trong Đại Nguyên Thánh Địa. Những lời này làm cho hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ từ trước đến giờ hắn chỉ trưởng quản ẩm thực của mao lư sơn trang mà mao lư sơn trang và toàn bộ đại nguyên thánh địa không hề ở cũng một cấp bậc thử nghĩ xem một người có thể trưởng quản toàn bộ ẩm thực của đại nguyên thánh địa thân phận đó lớn cỡ nào chỉ sợ các trưởng môn trong thiên hạ gặp mình còn phải cung kính đấy hưng phấn hắn thật sự rất hưng phấn lại nhịn không được bò lên trong nháy mắt ý thức được không đúng lại quỳ trở về vừa khẩn trương vừa hưng phấn hỏi thánh tôn chuyện này là thật sao lúc này nguyên phi quát lên làm càn ngươi là cái thá gì thánh tôn cần gì phải lừa ngươi không 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 viên phương vội vàng xua tay trên mặt nổi lên màu đỏ nhạt thánh tôn nguyện ý bần tăng nguyện ý tiểu tăng nguyện đi theo thánh tôn làm trâu làm ngựa sau này tiểu tăng sẽ cầu phúc cho thánh tôn trước mặt phật tổ chúc cho thánh tôn vạn thọ vô cương nguyên sắc sững sờ phật tổ cầu phật tổ phù hộ ta hắn vui vẻ cảm giác mới lạ được cái này có thể bỗng nhiên nguyên phi nói ra một câu vậy trước đây nhiều hữu đạo thì thế nào nghe có người nói người thường xuyên cầu phúc cho hắn nụ cười của nguyên sắc cứng đờ ý thức được ý của đối phương có vẻ như muốn nói hòa thượng này cầu cho nhiều hữu đạo chết sớm viên phương cũng hiểu ra hắn luống cuống vội vàng xua tay không giống không giống nhau nhiều hữu đạo là tiểu nhân nào có thể so sánh được với thánh tôn chứ có lẽ cô cô không biết ác tặc ngô hữu đạo kia cực kỳ độc địa làm người ác độc thường xuyên đánh đập Bần Tăng, Bần Tăng hận sao hắn không chết sớm. Nhìn bên ngoài giống như Bần Tăng đang cầu phúc cho hắn, nhưng thực tế ở ở trước mặt Phật tổ nguyền rủa hắn chết sớm. Đúng thật, nhiều tặc làm nhiều việc ác, cuối cùng đã bị trời phạt. Lời này phù hợp với lời mật báo của Nguyên Phi, hòa thượng này thường xuyên bị đánh, trong lòng có oán niệm cũng là điều bình thường. Sắc mặt của Nguyên sắc rất đặc sắc, trong lòng nói thầm, tên yêu tăng này, sau này cũng sẽ nguyền rủa sau lưng hắn nhỉ. Mặc dù hắn không tin điều này, nhưng vẫn khụ khụ một chút, nói. Cái kia, ngươi là người xuất gia, từ bi một chút thì tốt hơn. Đúng đúng đúng, viên phương liên tục gật đầu. Thánh tôn nói rất đúng, tiểu tăng là người từ bi, ở trước mặt Phật tổ không dám sinh ra tàn niệm, nhưng vì Nhu tặc làm việc quá đáng, tất nhiên cũng do tiểu tăng tu hành không đủ lâu, mới làm cho hắn gợi lên cái ác. Nguyên sắc nói, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, tiểu tăng xin cáo lui, nếu như muốn phân phó điều gì, thánh tôn cứ việc thông báo một tiếng là được. Viên Phương chắp tay, đi ra ngoài, Nguyên Phi đi theo hắn ra cửa, sau khi ra cửa thì gọi Viên Phương dừng bước, cảnh cáo: "Tiên sinh đang bí mật đi tuần tra, nếu như ngươi tiết lộ điều gì, chỉ cần có người thứ hai biết được, cẩn thận cái đầu của mình đấy." Có một số việc nguyên sắc có thể không quan tâm đến chi tiết nhỏ, nhưng đó đều là chức trách của nàng, chắc chắn phải đề phòng đúng chỗ, đây cũng là một trong những nguyên nhân nguyên sắc xem trọng nàng. Viên Phương lập tức bảo đảm: "Cô cô yên tâm, bần tăng thể với Phật tổ." tuyệt không dám để lộ ra chút tiếng gió nào, nếu không thì sẽ phải xuống địa ngục. chương 2141, làm chủ là một tên mập mạp một. Được, biết là tốt, Nguyên Phi nghiêng đầu ra hiệu, để cho hắn lăn. Viên Phương cúi đầu khom lưng lui xuống, vừa rời khỏi bên này, quẹo vào đình viện bên cạnh, lập tức đụng phải quản Phương Nhi đang đứng chờ. Hai bên gặp nhau, đầu tiên là Phương Viên cười tươi tiếp đón, nhưng lại lập tức ý thức được điều gì, hắn ưỡn ngực lên, hai tay còn phẩy phẩy lên tăng bào mình đang mặc quản phương nghi không chú ý điều này bởi vì nàng đang bận quan sát hai bên nói nhỏ lão hùng bọn họ gọi ngươi đến làm gì vậy viên phương ngẩng đầu nhìn trời giọng điệu phiêu nhiên không nương điều không nên hỏi thì đừng có hỏi đây không phải là thứ mà ngươi nên hỏi quản phương nghi khẽ giật mình ánh mắt nàng nhìn vào mặt hắn quan sát từ trên xuống dưới một lượt phát hiện ra con lửa chọc này có chút không giống với lúc trước nàng cau mày nói lão hùng người uống lộn thuốc à Mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Không nương, nhìn tình cảm chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, bần tăng cũng không muốn làm người khó xử. Ta ở đây khuyên ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt, đừng tìm thêm phiền phức nữa. Viên Phương nói xong thì rời đi, không quan tâm quản Phương nghi nghĩ cái gì, hắn không hề hoang mang đi về phía trước. Quản Phương nghi câm nín không biết nói gì, nàng từ từ quay người, đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại nhìn quanh bốn phía, nếu như xung quanh không có người của phiêu miểu các chắc chắn nàng sẽ xông lên túm lỗ tai viên phương, hung hắn cho hắn hai cước hỏi chuyện rõ ràng. Thật sự không biết bây giờ viên phương muốn đi thánh cảnh, trưởng quản sự vụ của một phương trong đại nguyên thánh địa, hắn đã trèo lên cành cao, sợ gì một quản phương nghi đương ra của Sơn Trang nữa. Nói cách khác, bây giờ viên phương đã là người của đại nguyên thánh địa, cùi trỏ sẽ không dơ về phía Mao Lư Sơn Trang nữa, nhưng cũng không dám để lộ thân phận của nguyên sắc ra. Quản phương nghi nghi ngờ không thôi, không biết viên phương uống nhầm thuốc gì rồi bây giờ nàng không dám hành động gì khác thường lại không thể liên hệ với nhiều hữu đạo được chỉ có thể xử lý những chuyện gấp trước nhất là những cơ mật liên quan đến kim xí thì đều phải xử lý quản phương nghi giả vờ muốn tu sửa hai lối đi vào thông đạo bị phá hư sau đó thu thập hai trạch viện phụ trách liên hệ chuyện cơ mật với kim xí trong anh võ đường thương triều tông và mông sơn minh đều trầm mặc lam nhược đình ở bên cạnh xảy ra chuyện như vậy lam nhược đình không có khả năng giấu giếm hai người được Vấn đề là không biết trong Mao Lư Sơn Trang xảy ra vấn đề gì, bên này muốn lo lắng cũng khó khăn. Sau khi bàn bạc qua, cuối cùng chỉ có thể dựa theo lời của Vân Cơ, giả vờ như không có chuyện gì, dùng bất biến ứng vạn biến, xem tình hình trước rồi nói. Trong núi, Ngân Nhi hôn mê được đưa đến, Vân Cơ làm cho nàng tỉnh lại. Nghiêu Hữu đạo giơ tay ngăn Vân Cơ lại, nói, nhà đầu này rất quấy người, mà lúc này không chịu nổi nàng làm phiền đâu, cứ để Ngân Nhi ngủ đi. Vân Cơ không có ý kiến, thả người xuống một tảng đá lớn, lại thả một lồng ưng xuống, bên trong có một con kim xí, giải thích. Bên Vương phủ không có gì khác thường, lại không có biện pháp liên lạc được với người trong thành, nên Lam Nhược Đình cho chúng ta một con kim xí, dễ dàng cho việc liên lạc. Nghiêu Hữu Đạo nói, làm tốt lắm, chờ chút, Vương phủ chỉ cách một con đường, vậy mà không có gì khác lạ sao? Vân Cơ nói, theo lời của Lam Nhược Đình, mọi việc trong Vương phủ đều bình thường, nhưng trong sơn trang đã xảy ra vấn đề nói rõ tình huống lúc lam nhược đình gặp thương thục thanh cuối cùng lại bổ sung một câu quận chúa sẽ không nói dối phản ứng của nàng không giống như có chuyện vương phủ vẫn bình thường sao nghiêu hữu đạo nhíu mày không nói lần này mới thật sự là đầu đầy nước những người khác cũng như vậy sự việc xảy ra đột ngột làm cho ngây người dù vắt óc cũng không nghĩ ra được manh mối gì người nào mà chẳng biết mao lư sơn trang có quan hệ tốt với vương phủ nếu thật sự người phiêu miểu các sông vào mao lư sơn trang vì sao lại không có hành động gì với vương phủ, chuyện gì thế này. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói. Chạy đi vội vàng, chúng ta lại chặt đứt liên lạc với người nhà, nên không rõ tình hình, cũng không tiện hành động. Nếu như Hồng Nương muốn liên hệ với chúng ta, chắc chắn sẽ nghĩ đến vương phủ đầu tiên. Lập tức đưa tin liên hệ với vương gia, nói cho hắn biết, cứ quan sát có gì khác lạ hay không, nếu không có thì giúp Hồng Nương liên lạc với chúng ta. Được, Vân Cơ lập tức làm theo bên này cũng bắt đầu bố trí lần hành động thứ hai để phòng kẻ địch chưa biết dựa theo hành động của vương phủ tìm ra bọn họ đợi vân cơ thả kim xí xong ngưu hữu đạo quay người đưa lưng về phía lữ vô song chợt nói với vân cơ thám tử bên ngoài ngũ lương sơn liên hệ với người trong nhà người đi tìm một thám tử ngũ lương sơn để hắn đưa tin về nhà hỏi xem có chuyện gì xảy ra vân cơ hơi giật mình nhưng nhìn thấy ánh mắt của ngưu hữu đạo lập tức gật đầu nói được sau đó xoay người rời đi viên cương đứng bên cạnh nghiêng mắt nhìn lữ vô song chỉ thấy bỗng nhiên lữ vô song nhướng mày nói đợi đã vân cơ dừng bước quay đầu nhìn lại nghiêu hữu đạo cũng quay người hỏi sao vậy lữ vô song chậm rãi nói không thể để cho ngũ lương sơn tìm hiểu việc trong sơn trang nghiêu hữu đạo kinh ngạc nói vì sao có vấn đề gì hay sao lữ vô song hơi lặng yên sau đó trả lời nếu ta nhớ không nhầm trưởng môn ngũ lương sơn chính là nhãn tuyến mà phiêu miểu các xếp vào trong các ngươi nếu như người đi vào mao lư sơn trang đúng là phiêu miêu các, vậy nếu liên lạc thì sẽ rất nguy hiểm tốt nhất là nghĩ biện pháp khác nghiêu hữu đạo hỏi lại công tôn bố là người ngũ lương sơn lữ vô song nói tên thì ta không nhớ rõ nếu như công tôn bố chính là người phụ trách tình báo của các ngươi vậy thì không sai rồi viên cương và vân cơ đều đều nhìn về phía nghiêu hữu đạo mà nghiêu hữu đạo thì nghiêng đầu ra hiệu với hai người một chút hai người hiểu ý đi ra một bên lữ vô song lúc này mới nhận ra sự khác thường hơi suy nghĩ một chút, nàng run rẩy đứng dậy, nhìn chầm chầm Nghiêu Hữu Đạo. Người đã biết công tôn bố là người phiêu miểu các từ trước. Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười, nói, người này phụ trách tình báo của toàn bộ Mao Lư Sơn Tranh, nói thế nào thì hắn cũng là tâm phúc của ta, nếu ta không biết hắn là người của phiêu miểu các, nếu không tận lực tránh né, sao chúng ta có thể tồn tại ngay dưới mí mắt của bọn họ mà không bị phát hiện. Đây chính là điểm mấu chốt mà Lữ Vô Song phát hiện được, nàng lập tức tỉnh ngộ, cắn răng nói điều này cũng chứng minh thật ra ngươi đã biết sự tồn tại của ta từ lâu nghiêu hữu đạo nói năm xưa ta làm ra động tính không nhỏ nhất là ở thánh cảnh ta không tin ngươi không chú ý đến chuyện của ta tất nhiên là ngươi đã sớm biết lữ vô song từ từ quay đầu nhìn về phía viên cương cách đó không xa nghiêu hữu đạo nói trước đây ta có nói ngươi đừng trách hầu tử giám thị mình từ trước đến nay hắn chưa bao giờ lơ là chức trách của mình không liên quan đến thân hay không thân điều này cũng chẳng phải nói đùa từ lúc hắn còn chưa công khai lộ diện, chỉ cần hầu tử ở nhà, toàn bộ Sơn Trang đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hầu tử rất hiểu về chuyện điều tra thế này, chỉ cần có gì khác thường thì khó mà giấu được hắn. Từ lúc bách lý yết của phiêu miêu các đến tìm công tôn bố, sau đó công tôn bố trở thành tai mắt của phiêu miêu các, đều bị hầu tử phát hiện ra. Trước đây người trách hầu tử ra tay ác độc, ta cũng không biết nên nói cái gì, dù sao ta chưa bao giờ trách móc hắn. Có một số việc không nên suy bụng ta ra bụng người như thế được cũng có một số việc, không phải chỉ một người sai. Lữ vô song căng thẳng bờ môi, nói, vừa rồi ngươi cố ý thăm dò ta, chương 2142, làm chủ là một tên mập mạp hai. Ngưu Hữu đạo nói, nếu không xảy ra chuyện này, ta sẽ không dễ dàng chọc thủng chuyện này, cứ thở ở mặc kệ như vậy. Trước khi ngươi gả cho hầu tử, ngươi không nói, vì chuyện này có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, điều này ta hiểu được. Nhưng sau khi ngươi gả cho hầu tử, ta nghĩ rằng ngươi sẽ nói ra, nhưng mãi vẫn không thấy nhắc đến thật ra chúng ta luôn đợi ngươi mở miệng vì để cho ngươi thoải mái nói ra ta đã để cho ngươi tiếp xúc với tình báo bí mật mong rằng ngươi sẽ chân thành với chúng ta nhưng ngươi vẫn không chịu mở miệng nhưng bây giờ có chuyện xảy ra liên quan đến tính mạng của mọi người ta muốn thử một chút còn may cuối cùng ngươi cũng chịu nói lữ vô song hờ hững nói nếu như ta không nói có phải ngươi muốn giết ta không nghiêu hữu đạo nói ngươi gả cho hầu tử bởi vì nhìn thấy quan hệ giữa ta và hắn, nên biết nếu mình gả cho hầu tử, có tầng danh phận này, ta sẽ không dễ dàng động đến ngươi. Hoàn toàn chính xác, sao ta có thể tùy tiện động đến ngươi được, như vậy thì sao ăn nói với huynh đệ của mình? Hơn nữa cũng không thể ăn nói với chính mình được, nhưng nếu muốn tìm đường chết, dù thế nào đi nữa, hầu tử cũng sẽ không trách ta, vì vậy ta mong ngươi hiểu rõ, trong chuyện này không có nếu như. Lữ Vô Song nhìn vào hai mắt hắn, nói: "Ngươi thật là quá nguy hiểm." lòng dạ thâm sâu thậm chí phát hiện công tôn bố có vấn đề từ lâu nhưng lại để qua nhiều năm như vậy tùy ý để cho hắn khống chế trung tâm tình báo của mình nghiêu hữu đạo mỉm cười nếu như không cẩn thận ta đã bị các ngươi giết chết từ lâu nhưng ta không hiểu có lẽ ngươi rõ ràng nếu như chúng ta không cẩn thận vậy thì rất dễ bị công tôn bố phát hiện ra mánh khóe chính ngươi cũng rơi vào nguy hiểm bây giờ ta rất muốn biết vì sao ngươi vẫn luôn im lặng không lên tiếng lữ vô song nói các ngươi có thể giấu được tai mắt của phiêu miểu các lâu như vậy tất nhiên có cách của mình muốn bị lộ thì cũng không kéo dài đến bây giờ đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ ra còn chuyện ta giấu giếm không nói thật ra cũng không có ý gì khác vấn đề là thái độ của viên cương thái độ của hắn làm ta không yên lòng nên muốn để cho mình một con đường lui nếu như có gì không đúng công tôn bố cũng có thể làm việc cho ta nghiêu hữu đạo nói những lời giải thích này ngươi đi nói với hầu tử mới đúng ta đã nói cho ngươi là hầu tử đã biết chuyện này nên làm thế nào đó là chuyện của ngươi ta không nói thêm gì nữa nhưng mà ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng chúng ta biết nhiều chuyện hơn ngươi tưởng tượng nên nói gì thì nói từ sớm ngươi hiểu ý ta mà nhịn được đến bây giờ thậm chí không để cho viên cương đi hỏi lữ vô song chính là vì muốn nói những lời này để cảnh cáo nàng lữ vô song nghiêm mặt nói ngoại trừ việc này trước mắt bên này ta không hề giấu giếm bất kỳ thứ gì ít nhất thì ta không giấu các ngươi còn những phương diện không liên quan ta cũng không nhớ nổi nên nói cái gì. Như hữu Đạo từ chối cho ý kiến, không nói thêm gì nữa, cũng không nhiều lời, xoay người thi pháp kiểm tra Ngân Nhi, tiêu diệt một chút yêu khí dị trùng trong người Ngân Nhi. Lữ vô song do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi về phía Viên Cương, giải thích nguyên nhân nàng giấu giếm cho Viên Cương biết. Viên Cương chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì, một chữ đều không nói lại, sau đó vòng qua người nàng đi ra. Lữ vô song đứng thẳng một mình ngước đầu nhìn lên sao đêm đã xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt phức tạp, vốn nghĩ rằng mình có thể thoải mái đối mặt với một số chuyện, nhưng lại phát hiện ra nó liên lụy đến tình cảm, đến suy nghĩ động lòng của chính mình rồi. Ngay khi Nhiều Hữu Đạo đang tìm cách để biết được trong Mao Lư Sơn Trang xảy ra chuyện gì, Quản Phương Nghi đã khôi phục tự do. Đúng ra mà nói, toàn bộ người trong Mao Lư Sơn Trang đều khôi phục tự do. Hưởng thụ được tay nghề của Mao Lư Sơn Trang, nguyên sắc tạm thời quyết định nơi này trở thành nơi đặt chân cuối cùng của hắn. Nếu đã ra quyết định này, vậy thì sẽ không phong tỏa Mao Lư Sơn Trang, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngược lại sẽ bại lộ mất. Để cho người trong Mao Lư Sơn Trang đang làm gì thì tiếp tục làm cái đó, duy nhất có một chuyện, đó là không thể lộ với bất cứ ai hắn bí mật đến chỗ này, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Còn những chuyện khác, đối với nguyên sắc mà nói, cũng không tính là vấn đề gì. Quản Phương nghi được Thả Tự Do đúng là đi đến Vương phủ điều tra đầu tiên, vì vậy nàng có thể nhanh chóng liên lạc với Ngưu Hữu Đạo cẩn thận sắp xếp mọi chuyện quản phương nghi ra khỏi thành đi vào núi cuối cùng cũng gặp mặt người bên này chuyện gì xảy ra nghiêu hữu đạo vừa gặp mặt đã hỏi quản phương nghi nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra người phiêu miểu các bỗng nhiên xông đến từ đầu đến cuối ta đều không hiểu bọn họ muốn làm gì có chuyện kỳ lạ như vậy gặp quỷ còn dễ chấp nhận hơn đám người nhìn lẫn nhau nghiêu hữu đạo nói ai trong phiêu miểu các đến đây quản phương nghi giang hai tay ra nói không biết đến bây giờ vẫn không nói lộ ra thân phận, nhưng trưởng quỹ phủ thành tiền trang bảo đảm những người đó đúng thật là người phiêu miểu các, làm cho chúng ta phối hợp làm việc, còn những thứ khác thì không chịu lộ ra. Đúng rồi, trong đám khách không mời mà đến có một tên mập mạp, hình như có địa vị rất lớn trong phiêu miểu các. Làm sao nàng không nghe được lời nguyên sắc cảnh cáo, không cho phép tiết lộ tin tức đám người đó đến đây. Lữ vô song không sợ bị đe dọa, cũng không có cách nào sợ, mơ hồ không biết từ lúc nào đã phản lại cửu thánh đi theo nghiêu hữu đạo, đến bây giờ còn không kịp phản ứng vì sao mình lại đi theo con đường này dù sao cứ đi về phía trước bất giác đã thành thói quen rồi đổi thành những người khác thì có lẽ sẽ bị dọa nhưng nàng vốn đã đối nghịch với nguyên sắc sao có thể kiêng kỵ được chứ nếu đã có nhắc nhở như vậy cũng mong rằng mọi người đều nghĩ lại người có thân hình đặc biệt như vậy là người nào trong phiêu miểu các mập mạp như hữu đạo nghi ngờ suy nghĩ trong phiêu miểu các có người nào mập mạp hay là mập mạp có địa vị không tầm thường quản phương nghi gật đầu đúng, chính là một tên mập mạp. Dù nói thế nào đi nữa Mao Lư Sơn Trang cũng là khu vực trung tâm của một châu, phiêu miểu các lại làm ra việc ngay giữa ban ngày ban mặt, xâm nhập vào nơi ở của chúng ta, không giống với phong cách trước nay của bọn họ, cộng thêm thái độ đám người xung quanh với hắn, ngay cả trưởng quỹ tiền trang Nam Châu đều húm núm với hắn, địa vị của tên mập mạp này chắc chắn là không tầm thường. Mấy người còn lại vắt óc suy nghĩ, Lưu Vô Song trợi hỏi. Mập mạp như thế nào? Dáng vẻ bên ngoài hắn có gì đặc biệt không? Suy nghĩ của nàng khác với người bình thường, bởi vì nàng đã tiếp xúc với nhiều nhân vật trong phiêu miểu các, nên người đầu tiên nghĩ đến đó là người ở cấp bậc kia. Mà đám người như hữu đạo thì không giống với nàng, chỉ nghĩ về những nhân vật bên dưới, nên tư duy sẽ bị hạn chế. Không phải là mập bình thường, cực kỳ mập, mập tròn trắng, trên mặt luôn tươi cười, giống như không có chuyện gì làm hắn phiền não. Quản phương nghi suy nghĩ một lúc rồi mô tả vẻ bên ngoài của hắn. Nhưng nàng còn chưa nói hết, lữ vô song, như hữu đạo, Vân cơ còn có viên cương, gần như trăm miệng một lời, nói ra cùng một cái tên. Nguyên sắc, bốn người đều gặp qua nguyên sắc, lữ vô song thì không nói, như Hiếu đạo và vân cơ thì ít nhất đã gặp được ở trong điệp mộng huyến giới, mà viên cương thì từng bị cầm tù ở thành vấn thiên, lúc bị nghiêm hình thẩm vấn đã gặp qua nguyên sắc, hình dáng của hắn quá đặc thù, nếu gặp qua một lần thì khó mà quên được. Vì sao nguyên sắc lại đến Mao Lư Sơn Trang, bốn người nhìn lẫn nhau, khó mà tin nổi, chương 2143, thật quá đáng. Quản phương nghi ngây ngẩn cả người, chuyện gì thế nào? Sao có thể hình dung được, hình như tất cả mọi người đều biết, chỉ mình nàng là ngơ ngác không biết gì vậy. Chẳng lẽ ngoại trừ lão nương ra, tất cả mọi người đều gặp được nguyên sắc của cửu thánh rồi. Các ngươi chắc chắn chứ, quản phương nghi nghi ngờ không thôi. Lữ vô song nói, ta quá quen thuộc hắn, chắc là không sai. Như hiểu đạo hồ nghi, hơi kinh hãi nói, vì sao nguyên sắc lại đến Mao Lưu sơn trang. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai trả lời được vấn đề này. Vân cơ trần chờ nói, nếu thật sự đến đây vì chúng ta, vậy thì sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Lữ vô song nói, không giống, nếu thật sự biết chuyện gì đó mới đến đây, cho dù là đối phó với ta, hay muốn đối phó thánh la sát, hay biết ta đã mất đi tu vi, nguyên mập sẽ cẩn thận, tuyệt đối không phải là kẻ đến tận cửa kiếm chuyện. Còn nếu muốn bắt nghiêu, bắt đạo gia và viên cương, hắn sẽ trực tiếp ra tay lúc phát hiện ra mục tiêu, cũng sẽ bố trí chu đáo mọi thứ, không để cho chúng ta tùy tiện chạy thoát được không nương người có thể nói rõ tình huống một lần không đừng bỏ sót chi tiết gì ta hiểu rõ hắn cũng có thể biết được hắn muốn cái gì Như hữu đạo gật đầu ra hiệu với quản phương nghi để cho nàng làm theo lúc đó chúng ta nói chuyện trong mật thất đạo ra để cho ta đi liên hệ với vương gia để cho ngài ấy đừng lo lắng chuyện triều đình xuất bình nhưng ta vừa ra đến ngoài sân nhỏ thì đụng phải bọn họ xông vào cửa nhà cầm lệnh bài phiêu miều các để giữ chân thủ về canh cửa tiếp đến bọn họ trực tiếp xông vào nhà nhanh chóng khống chế toàn bộ biệt viện